Viết ra cái quy củ này. Thì Ngài dạy trong thời thế bất ổn thì nên nhất tâm tu đạo. Việc mà nhất tâm tu đạo đó, trong đạo Phật mình thì có 84,000, tức là 84,000 pháp môn. Mà trong 84,000 pháp môn đó, đó thì Đức Phật Ngài tùy theo căn cơ để mà hóa độ chúng sanh. Ví dụ như là cái pháp lục tâm là một cái phương pháp để cho tất cả mọi chúng sanh có thể tu cái pháp này được. Tuy nhiên nếu mà trong thời đại hôm nay mà mình hành trì lục tâm, tức là hành trì giới luật mà không có pháp môn niệm Phật thì mình khó thành tựu đạo nghiệp. Cho nên người tu tịnh Phật, người tu niệm Phật phải nghiêm trì tịnh giới, tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Như vậy cho nên thành ra cái những người mà họ chỉ tu thiền và tu giới luật á, thì 1000 năm đầu tiên Đức Phật khi thị tịch thì họ tu giới luật, họ thành tựu, bởi vì căn tánh của họ nó là thượng căn thượng trí sâu dày gần Phật, không có cách xa Phật lắm. Cho nên 1000 năm đầu chánh pháp được thành tựu kiên cố thì họ chỉ có tu giới luật thôi. 1000 năm sau là tượng pháp thì họ tu giới luật mà phải kèm thêm thiền định nữa. Rồi 10,000 năm còn lại mặc pháp thì Đức Phật dạy trong kinh Đại Tập đó thì phải tu pháp môn tịnh độ nương tha lực của Đức Phật A Di Đà. Thì như vậy là trong cái thời đại hôm nay thì đã là 1000 năm đầu tiên của 10,000 năm mạt pháp, còn 9,000 năm mạt pháp. Như vậy hôm nay chúng ta nghiêm trì tịnh giới, chuyên tu tịnh độ thì đúng cái lời của Phật dạy. Cho nên hôm nay Giác Nhàn nói đến cái pháp môn tịnh độ cần thêm có pháp thần chú đại bi của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn. Thì cái pháp thần chú đại bi của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn đó là một cái pháp mà Ngài đã thành tựu được từ nơi cái tâm pháp. Và nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Hôm nay nói sâu về cái chuyện này, mọi người cố gắng lắng động tâm tư để nghe cái câu mà nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm pháp của chúng sanh và của Phật không hai không khác, giống nhau. Tâm pháp đó là thể tánh thanh tịnh, là chân tâm thường trụ, là tri kiến Phật, là tự tánh Di Đà,
là bản lai diện mục, đó là những ngôn từ tuy rằng khác nhưng mà nó đồng một cái pháp tánh. Thì cái tâm pháp của mình với Phật không hai không khác, nhưng mà do sở dĩ mình làm loài chúng sanh, địa ngục ngạ quỷ súc sanh người trời Atula, đó là do mình trái với cái tánh giác của mình và hợp với trầm lao phiền não khởi hoặc tạo nghiệp tham sân si, rồi phải bị cái quả báo. Ấn Tổ ngày hay nói là tất cả chúng sanh pháp tánh của mình, trong tâm thường trụ của mình giống như Phật không hai không khác, nhưng do mình trái giác hợp trầm, trái lại với cái bản giác thanh tịnh hợp với cái trầm lao phiền não khởi hoặc, đó là kiến hoặc và tư hoặc tạo ra tham sân si từ thân khẩu ý, rồi chạy theo trầm lao phiền não phân biệt chấp trước, dính mắc vào trong cái tham thì phải đọa ngạ quỷ, trong cái sân phải đọa địa ngục, trong cái si mê phải làm loài súc sanh, trong cái sân hận mà còn đấu tranh gọi là hạ thiện là Atula, trung thiện là người làm những điều thiện nhưng mà cũng còn một chút xíu, cũng còn cái tâm ái nhiễm làm người, và thượng thiện đó là sanh về cõi trời. Tất cả những cái pháp để gọi là pháp tướng và pháp tánh, pháp tướng đó là cảnh giới, đó là thân tướng của mình, pháp tánh tức là tâm tưởng của mình. Thì tất cả tâm tưởng này nó từ một cái nguồn gốc, đó là trong tâm thường trụ nó lưu xuất ra hết, gọi là nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Pháp tướng là cảnh giới, là thân thể nhìn thấy có hình tướng. Còn pháp tánh đó là tâm tưởng của mình khi trái giác, là trái lại với tánh giác, hợp với lại tham sân si, khởi hoặc tạo nghiệp thọ quả báo. Thì từ nơi cái pháp tánh này nó sẽ chiêu cảm cái pháp tướng. Nếu người đó là tham mà đến cái mức độ sâu dày đó, thì trong hiện thời chưa mất, chưa xả báo thân này, nhưng hoa báo của họ là nhìn mặt mày họ thấy ghê tởm, lúc nào họ cũng câu có khó chịu, rồi nó hiện ra mặt, gọi là tham hiện ra mặt. Có những người họ được cái phước báu, họ làm giám đốc, làm người này người nọ, có cái điều kiện địa vị trong xã hội và vật chất rất giàu có, nhưng mà họ không có ngăn trừ được lòng tham, không có cái pháp lành để họ an tâm. Họ ngăn trừ được lòng tham, và lòng tham nó có sẵn trong tâm từ vô lượng đời kiếp đến bây giờ, gọi là tư hoặc hay gọi ngũ độn sử, gọi là tham sân si mạn nghi, nó có sẵn trong đó rồi. Khi mà nó gặp cảnh duyên bên ngoài thì họ tạo một cái pháp trong tâm họ là tâm tham, cũng từ tâm tưởng sanh ra. Thì cái pháp tâm tham cũng là một pháp tánh, mà pháp tánh này nó là con của cái chân tâm thường trụ. Do nó trái giác, nó quay lại với tánh giác, nó không sống được với cái tánh giác, nó hợp với trầm lao phiền não cho nên khởi lên tham, rồi tạo ra nhiều nghiệp xấu ác, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu, rồi họ phải đi vào trong tù ngồi, bị gâm còng xiềng xích, đó là địa ngục của trần gian. Chắc là quý vị thấy rất nhiều trường hợp này đúng không? Đài báo, tivi, đồ truyền hình họ thông báo một số những người hối lộ. Cái đó là cái gì? Họ giữ không được cái trong tâm thường trụ, không có cái pháp lành, họ trở về với tánh giác. Họ chạy theo trầm lao phiền não, họ khởi tham sân si, rồi tạo ra từ thân khẩu ý, thân sắc sanh trộm cắp tà dâm, miệng thì nói láo khoe khoang đâm thọc rủa chửi, ý thì tham sân si, thì cái pháp thế gian hay gọi là pháp ác này chiêu cảm quả ác. Lúc đó họ vô minh si dại, họ không biết, họ kêu không biết vì sao mà tôi khổ như vậy, tôi phải vô tù ngồi như vậy, tôi phải bị nhiều cái cảnh khổ như vậy. Thì tất cả những cảnh khổ, những cái chuyện tai biến ôn dịch, tất cả những cái chuyện không tốt lành đã đến với chúng ta là điều từ tâm tưởng sanh. Chỗ này nó sâu lắm, đại chúng lắng nghe cho kỹ. Nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh, pháp tánh thanh tịnh cũng từ nơi tâm tưởng là Phật tưởng, pháp tánh thanh tịnh của Bồ Tát là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ cũng từ nơi tâm tưởng, nơi chân tâm lưu xuất ra.
Nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh của A-la-hán là họ tu tứ diệu đế khổ tập diệt đạo. Nhất thiết pháp của hàng viên giác đó là họ quán triệt được vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử. Nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh đó là làm 10 điều thiện, thâm họ không sát sanh, trộm cắp tà dâm, miệng không nơi láo khai khoang đâm thọc rủa chửi, ý không tham lam sân giận và si mê. Họ làm được 10 điều thiện, họ không làm 10 điều ác này, họ làm 10 điều thiện thì tất cả điều thiện này, 10 điều thiện này cũng từ tâm tưởng sanh, gọi là nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Con người của mình giữ được năm giới cũng làm thiện, nhưng mà chưa có thượng thiện là trung thiện, nhưng mà mình lại còn thêm một cái nghiệp ái nó đồng cảm với cái cảnh giới này, thì nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh của con người bắt đầu chui vô bụng mẹ, vào trong cái thai ngục. Hắn tỏ dùng cái danh từ gọi là thai ngục, còn người vãng sanh là liên thai hóa sanh. Nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh của Atula hạ thiện, cũng làm thiện nhưng mà ác nhiều hơn thiện. Còn mình là giữa thiện giữa ác ngang nhau, gọi là cõi người. Còn cõi trời là thiện nhiều hơn ác, gọi là thượng thiện. Người là trung thiện, còn Atula là hạ thiện, ác nhiều hơn thiện. Thì như vậy là nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh đi vào cõi Atula cũng từ tâm tưởng sanh luôn. Nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh con người vào loài súc sanh là từ nơi tâm tưởng si dại, si mê, không hiểu đâu là thiện ác, không biết đâu là thiện ác, đúng sai, chánh tà, phải trái. Họ là con người nhưng mà họ không có hiểu và không có biết, không có tin. Họ cứ làm càn, làm quấy, làm bậy, làm sai. Và cái lòng sợ hãi này đến cái lúc khi thọ mạng hết thì họ phải vào đúng cái cảnh giới súc sanh cũng từ nơi tâm tưởng sanh. Câu này là của Phật Pháp, nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Hôm nay chúng tôi nói điều này. Nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh đó là như chúng ta nếu mà tâm sân hận lừng lẫy mạnh thì khi bỏ báo thân này chúng ta phải vào cái cảnh giới địa ngục, mà cảnh giới địa ngục này cũng từ tâm tưởng sanh. Mà cảnh giới địa ngục là pháp giới tướng đó thì từ nơi pháp giới tánh. Pháp giới tánh tức là tánh của mình nó quay, cái tâm mình nó quay lại với cái tánh giác, nó hợp với lại tâm sân hận. Thì nó cũng là một cái pháp tánh, mà pháp tánh sân hận này hợp với cảnh giới địa ngục cũng từ tâm tưởng sanh. Ngạ quỷ cũng từ tâm tưởng sanh. Danh từ này quan trọng, chúng tôi được học từ lâu lắm rồi. Hôm nay chúng tôi áp dụng vào cái buổi nói chuyện hôm nay. Và cái điều này nói nhiều nhiều thời gian, nhiều cái buổi sáng. Pháp Đại Bi Tâm Đà La Ni là thần chú cũng từ tâm tưởng sanh của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, mà Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm. Như vậy cái pháp mà từ tâm tưởng sanh của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn có cái công lực và thần lực và diệu lực bất khả tư nghì như thế nào? Đó là 15 điều mà chúng ta hôm qua có nói, là một là người trì cái thần chú Đại Bi, là tu cái pháp Thiên Thủ Thiên Nhãn này đó là do Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn chứng đắc tam muội, gọi là Đại Bi Tam Muội, và đem tất cả những công đức mà chứng đắc trong Đại Bi Tam Muội này hồi hướng trong thần chú Đại Bi. Chúng sanh nào bỏ tham sân si vọng tưởng điên đảo trì thần chú Đại Bi này thì sẽ có công hiệu bất khả tư nghì. Chuyện này hôm nay chúng tôi nói không biết quý vị có cảm nhận được hay không. Mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài thuyết thành thật ngôn, gọi là mười phương đồng khen ngợi, mười phương chư Phật đồng khen ngợi thần chú Đại Bi. Và chính giới là từ các hàng Bồ Tát cũng trì thần chú Đại Bi. Rồi ngàn kinh điều xiển dương, muôn luận của Phật đều tuyên nói đến thần chú Đại Bi. Kinh khủng không? Chính mới gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Đà La Ni là tổng trì là tổng hết tất cả các pháp, và trì là nhiếp hết tất cả các thiện pháp. Cho nên thần chú Đại Bi là cũng một cái tâm pháp nơi Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, mà Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên này, ngài đem cái thần chú này để cứu chúng sanh và chữa bệnh cho chúng sanh là 84.000
chứng bệnh trong cõi trần lao phiền não, trong cõi ta bà này, trong cõi ngũ trượt ác thế này, nếu chúng sanh nào có niềm tin với cái pháp là thần chú đại bi này, gọi là pháp đại bi, mà nếu thật thà chân thật cung kính mà trì được cái thần chú đại bi á, là mình hưởng cái pháp lực của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn. Ngài đã tu thành tựu, Ngài hồi hướng trong cái pháp lực này, mà pháp lực này là từ tâm tưởng thanh tịnh của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn mà lưu xuất ra để lại cho chúng sanh, mà mười phương chư Phật đồng tán thán. Chính giới là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người trời, A-tu-la, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát đồng quy về. Ngàn kinh Đức Phật điều tuyên nói, muôn luận điều xiển dương, điều khen ngợi. Cho nên hôm qua chúng tôi có cái cảm giác khi lên tỉnh thất Quan Âm mà thanh bình, thanh tịnh, tuy rằng treo cái bảng là vì dịch nhiễm Covid-19 cho nên các nghi lễ tạm ngưng, quý Phật tử hoan hỷ. Tuy rằng treo cái bảng đó là chúng tôi cũng đau lòng, là bởi vì Phật tử về xung quanh ở tại tỉnh thất á, là để mục đích vô trong tỉnh thất để mà tu. Tuy nhiên hôm nay cái việc mà tạm ngưng lại đó, mình cũng phải tùy thuận theo giáo hội, theo Thủ tướng Chính phủ, theo huyện xã mình, và không những tỉnh thất Quan Âm mà ngay Thiền viện Trúc Long là nơi mà du lịch, là từ thiền viện lớn như vậy cũng phải nói treo bảng là tạm ngưng tham quan du lịch, tất cả các cơ sở thờ tự tạm ngưng. Tuy nhiên vẫn tu ở trong bổn tự của mình và trong chánh điện, trong đại chúng, trong liêu phòng vẫn tu để mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh pháp giới đang bị dịch bệnh này. Cho nên thành ra là cái việc mà chúng tôi thấy là tạm ngưng đóng cửa chùa là cái chuyện mà không biết lúc trước khi chúng tôi sanh ra có chưa, chứ mà từ khi sanh ra đến bây giờ thì chưa có thấy chuyện này. Bữa nay chùa chỉ có đại chúng trong đó thì không có Phật tử vào. Tuy nhiên chúng tôi nói với thầy Nhuận Binh với lại mấy chú mấy thầy trên đó, mở thần chú đại bi ra khi vừa hết công phu, giống như chúng tôi vừa giảng xong như vậy nè, là mở thần chú đại bi cho cái âm thanh nó vang. Mà cái âm thanh thần chú đại bi đi đến đâu, chúng sanh nghe lọt vào tai đã là gieo một cái căn lành của pháp thần chú đại bi, thì có sự gia trì của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn. Nếu ai tin và thành kính chân thật nghe, thay vì bây giờ quý vị không vô trong chánh điện ngồi trì, mà ngồi quán hoặc ngồi phía bên ngoài nhà của mình, mà mình tâm tưởng mình thấy là tỉnh thất Quan Âm đang mở thần chú đại bi, thì cái pháp của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn là giống như một trận mưa rưới khắp, giống như một biển cả. Mà biển cả thì loài voi hút nước nhiều, rồi loài bò hút nước ít hơn voi, loài gà uống nước ít hơn là bò, loài muỗi mồng uống nước ít hơn, nhưng mỗi loài này uống nước no bụng rồi mới đi. Hay, Ấn Tổ hay nói cái điều này, tất cả loài chúng sanh đến uống nước no bụng rồi đi, rồi bỏ đi. Nghĩa là sao? Voi tức là căn lành sâu dày, hạnh nguyện người ta lớn lao, người ta gặp được pháp lành người ta tin liền, người ta thọ dụng được giống như con voi uống nước nhiều. Còn con bò tức là căn lành của họ thấp hơn con voi. Căn lành của con người mà giống như voi á, là nó nhỏ bé hơn. Ý muốn nói bò đó là căn lành họ nhỏ bé hơn loài voi, tức là căn lành người voi, người mà giống như voi là căn lành họ sâu dày lớn hơn, gọi là thượng căn. Còn trung căn đó là ví dụ như loài bò, loài ngựa, loài trâu rồi đó, thì họ có cảm thọ dụng ít hơn. Còn loài mũi mồng là căn lành họ quá thấp kém, kêu họ trì thần chú đại bi họ không tin, họ trì chất trớt, họ trì cho có để mà hết thời gian, chứ họ không có niềm tin. Cho nên cái thần chú đại bi là phải tin tuyệt đối, không một chút lòng nghi thì có thọ dụng. Còn khi mà mình sanh nghi rồi, cái bắt đầu là nó sẽ nhiều nghiệp chướng, nó làm mình buồn ngủ, nó làm mình mất hết đi cái khả năng ở trong cái thần chú đại bi, nó làm mình khó chịu. Như sáng hôm nay biết sao mà mới có 1 giờ thức dậy cứ nằm không ngủ. Khi ra công phu thì cái thời gian mà từ 1 giờ cho đến 4 giờ sáng là 2-3 tiếng đồng hồ. Khi mà tập thể dục xuống nguồn tuổi trẻ với đi vòng vòng niệm Phật thì cái thân của mình nó cũng hơi mệt, vô trì nó hơi lờ đờ. Thì lúc đó mình phải làm sao? Phải tin tưởng rằng thần chú đại bi có thể hóa giải được hôn trầm. Cái pháp lành này là hóa giải hôn trầm. Mà cái người con người tu mình chỉ có 2 cái là hôn trầm với tán loạn.
Cái người mà tâm vọng động nhiều, họ không có giữ hơi thở với câu Phật hiệu hàng ngày thì tâm họ tán loạn cho phải biết. Và cái người họ tán loạn đến lúc họ quá mệt rồi, cái bắt đầu họ đuối xuống họ ngủ, thì hai cái hôn trầm với tán loạn nó dí mình chứ không có gì hết. Thì như vậy là cái pháp tánh là pháp Đại Bi Tâm Đà La Ni của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn. Đây là một cái pháp mà nếu ai hành trì giống như mình, bắt được cái làn sóng điển, cái tần số của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn đều liền có sự liên thông với nhau. Khi mà mình khởi lên niệm tham, bắt được cái tần số cả ngã quỷ, khiến nhiều người tham đến ủng hộ cho mình. Nếu mình có phước báu, họ đem tiền của vàng của cải vật chất, họ thích, mình thích cái gì là họ đến mang đến cái đó liền. Bởi vì trong mạng mình có, cho nên họ đáp ứng ngay tức khắc. Thì đó là cơ nguy để mà đọa lạc, chứ không phải sung sướng gì đâu. Bởi vì trong mạng mình có những người khởi lên lòng tham mà không có. Ví dụ có những người họ trong mạng không có, họ khởi lên lòng tham, họ khởi lên cái tâm để mà chiếm hữu của cải vật chất của người khác, họ làm không được. Hoặc giả họ muốn xây cái nhà, họ không có tiền để mà xây. Còn người mà có phước báu, họ khởi lên một cái điều ác, chiếm hữu của cải của người khác, họ có cái điều kiện để mà thuận tiện cho họ và những cảnh giới khác, tuy rằng con người nhưng mà đồng cảnh giới họ mang đến rất lẹ, rất là nhanh, thì quân tử thấy đây là họ hại đem đến. Còn tiểu nhân khi thấy tài sắc danh đến với mình, kêu đây là dịp may hiếm có, họ quơ họ giữ liền, thì coi chừng tai nạn đến. Cho nên nếu người nào đủ thiện căn phước đức, nhân duyên căn lành, thấy trong lúc này đang dịch bệnh hoạn nạn, tuy rằng chưa đến với mình, mà trì thần chú đại bi thì yên tâm. Chúng tôi nói yên tâm, chúng tôi lên tỉnh thất, chúng tôi thấy tuy rằng đóng cửa nhưng mà thần chú đại bi đã lan truyền rộng cách đây, trước cái thời gian dịch bệnh, chúng tôi rất an bình. Nơi nào có người tu, nơi nào có thần chú đại bi, nơi nào có niệm danh hiệu Quan Âm, nơi nào có niệm Phật, tụng kinh, còn giữ được cái giềng mối, cái nền tảng này, thì nơi này chúng tôi nói bảo đảm yên lòng, yên bình vô cùng. Chỉ trường hợp những người ở trong đó họ quấy phá thường trụ, họ làm rối rắm thường trụ, họ không chịu tu thì họ phải bị biệt nghiệp là nó sẽ đến với họ. Chứ còn nếu mà họ thuận theo, tất cả mọi người đều thuận theo cái pháp thần chú đại bi, tụng kinh niệm Phật đều hết an ổn đó, thì chúng tôi dám chắc là không có chuyện đó xảy ra. Ngay nơi Hòa Thượng Tiên Hóa dắt có 4 đứa trẻ đến một cái làng đó mà họ đang bị bệnh dịch chết quá chừng luôn, mà ngài trì tụng cho họ mà họ không trì tụng mà được hết. Cái làng này có duyên với Hòa Thượng Tiên Hóa. Tuy nhiên bây giờ mình có duyên với pháp đại bi, mà từ tâm mình không khởi được tính tâm, không có tính tâm kiên định, không có lòng chánh tính để mà trì tụng, thì giống như cái vá ở trong nồi canh mà không hưởng được hương vị của nồi canh. Tuy rằng được cái cộng nghiệp đó là cái tịnh nghiệp của thần chú đại bi xung quanh lưu hành hết cả cái khu của mình đang ở đó, nhưng mà riêng cái tâm mình đã bị ngăn cách rồi. Khi cái tâm mình đã ngăn cách đó thì cái pháp lực, cái thần lực, cái thần chú đại bi và cái năng lực, cái pháp lực này, cái sự thần lực của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn không gia trì đến mình. Bởi vì hai cái tần số này nó bị lệch nhau á. Nó bị lệch nhau mất. Cho nên thành ra là cái pháp lực của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn đó là thần chú đại bi, từ nơi tâm tưởng thanh tịnh, từ nơi sự chứng đắc của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn mà tạo thành một cái thần chú này. Riêng bản thân phàm phu chúng ta không thể nào làm được điều này. Và muốn làm được cái điều mà chứng đắc như Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn phải tu lâu lắm, 3 đại A Tăng kỳ kiếp, mất biết bao nhiêu thời gian mình mới có thể thành tựu được một cái tâm pháp giống như là thần chú đại bi. Tuy rằng tâm mình với tâm Bồ Tát Thiên Thủ với Phật không hai không khác, giống như là nước. Nếu nước đó là nước trong mà nhiễm vào cà phê thì đây là nước cà phê. Tuy rằng cái màu nó là màu đen nhưng mà cái tính chất của nước loãng này nè không mất. Nếu mà nước này nó bỏ vào chút siro là làm chút siro uống. Nếu nước này pha với chanh thì gọi là nước chanh. Tuy rằng cái tánh nước không mất nhưng mà cái bản chất
là cái hình tướng của nước và cái công dụng của nước nó khác. Nước trong uống khác hơn nước cà phê, khác hơn siro, khác hơn nước chanh. Cái công dụng nó khác, cái hình tướng, cái màu mè nó khác, nhưng mà cái bản chất của nước không khác. Tuy rằng mình nhiễm làm người, mình nhiễm tham ái, mà trung thiện làm người, làm Atula, làm cõi trời, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, làm tất cả các loài giống như là nước bị nhiễm những loại hóa chất khác, nhưng mà bản tánh của con người mình, thể tánh thanh tịnh đồng với Phật không hai không khác, giống như là cái tánh nước nó không có mất. Cái tánh nước tức là cái tánh mềm mại, cái tánh vô chai là chai nước, vô bình là bình nước, vô tủ lạnh là cục đá, xong rồi nó cũng trở lại nước. Tánh nước không mất, nhưng mà cái hình tướng và cái công dụng nó khác. Đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula, thì mỗi loài này có công dụng khác nhau, hình tướng khác nhau. Người khác với loài súc sanh, ngạ quỷ khác với lại là cõi trời. Tuy rằng hình tướng khác nhau và cái phước đức thọ dụng khác nhau, nhưng mà tánh Phật của người ở địa ngục á, là tánh Phật của hàng ở địa ngục, cái cảnh giới địa ngục, và tánh Phật của những người ở cõi trời, và tánh Phật của những vị ở trên cõi Phật không hai không khác, y như là nước như vậy. Nhưng mà bây giờ mình để cho nước mình nó thanh lọc, thanh tịnh và giống như là nước tinh khiết, khi nó đã nhiễm những tạp chất, nó nhiễm những chất độc trong đó rồi đó, mà để thanh lọc lại cho nó thành tinh khiết, thì bọn phàm phu chúng ta mất thời gian nhiều lắm, rất là mất thời gian nhiều. Đó là ba đại A Tăng kỳ kiếp, khó làm vô cùng. Thì thôi bây giờ mình lấy cái pháp là diệu dụng từ nơi chân tâm của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, đó là thằng chú Đại Bi. Mình lấy cái công đức bất khả tư nghì, đó là câu Phật hiệu hàng ngày thường nhớ niệm. Đây là cái pháp của Đức Phật A Di Đà, là câu Phật hiệu. Mà khi cái pháp của Đức Phật A Di Đà là từ nơi tâm tưởng của Đức Phật A Di Đà tạo nên, và ngài nguyện như thế nào, tất cả chúng sanh khi niệm đến danh hiệu của tôi, của con, thì mười phương chư Phật đều đến gia trì gia hộ cho người đó. Và khi mà thọ mạng họ hết, mà họ hết lòng tin ưa niệm đến danh hiệu của con, liền được con đến tiếp dẫn họ lời rời khỏi cõi ngũ trược ác thế, họ về đến cảnh giới an lành. Đó là cái pháp lực nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Mà nếu ai biết dùng đến cái pháp lực này, hàng ngày họ thường xuyên để tạo cái pháp là A Di Đà Phật trong tâm họ, thì mới lần đầu họ tạo thời gian ngắn mà họ siêng thì gọi là thành phiến. Thành phiến là câu Phật hiệu liên tục không gián đoạn, tuy rằng chưa đoạn được tham sân si, chưa đoạn được kiến tư, nhưng mà họ thành phiến rồi. Rồi một thời gian sau cái bắt đầu họ đi vào nhất niệm, vẫn chưa đoạn tham sân si, mà cái niệm của họ là chỉ thuần tịnh, thuần chân, thuần niệm là A Di Đà Phật, không có niệm khác chen vô được, tuy rằng họ vẫn chưa đoạn được kiến hoặc tư hoặc. Rồi họ đi sâu vào công phu nữa thì họ đoạn được kiến hoặc thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, là họ đã chứng được sự nhất tâm. Mà sự nhất tâm này lúc thọ mạng hết thì họ phải đi đến phương tiện hữu dư độ, trong văn sao nói rõ ràng. Và họ tiến sâu vô công phu nữa là họ đoạn được tư hoặc, đó là tham sân si, mạn nghi, chứng được lý nhất tâm. Thọ mạng hết là họ về thường tịch quang, thật báo, vô chướng ngại độ, qua lại trong hai cõi này rất tự tại. Và khi dứt sạch hết tất cả các vô minh luôn á, và đầy đủ tam minh tứ trí, ngũ nhãn lục thông, và thần thông diệu dụng, và tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, và họ về đó họ tu thành tựu được vô thượng chánh đẳng chánh giác, là bắt đầu là họ thành Phật. Và con người của mình có thể làm được chuyện này nếu mình gặp được cái pháp môn niệm Phật và chịu tin và chịu hành trì. Đôi khi có những người gặp được pháp môn niệm Phật giống như lên núi báu, nhưng mà họ không có lấy vàng để mà lọc ra để mà thành hoàng vàng, vàng tinh sạch để mà họ xài. Họ chỉ về hai tay không, họ chán, họ không thích làm. Đi vào trong một đạo tràng niệm Phật nhưng mà họ không tinh tấn, cho nên suốt 5 năm, 7 năm, 9 năm, 10 năm, 2, 30 năm tim miệng niệm Phật nhưng mà tâm chưa khế hợp với đạo, chưa chứng được niệm Phật tam muội, chưa chứng được sự lý nhất tâm, chưa chứng được sự nhất tâm, chưa được thành phiến, thì người này giống như lên núi vàng mà về hai tay không.
trong lòng chúng tôi thực sự mà nói hổ thẹn vô cùng. Hơn 30 năm tu hành mà cũng hơn 20 năm bắt đầu chuyên nhất niệm Phật, vì công việc của đại chúng, vì đi vạ giảng, vì lo đủ chuyện hết trơn, cho nên cuối cùng vẫn chưa được nhất tâm bất loạn, chưa được sự nhất tâm lý nhất tâm. Đây là cái chuyện mà mình phải hổ thẹn với bản thân mình và với mọi người. Hôm nay chúng tôi nói cái điều này ra là thực sự mà nói là cái pháp tánh là nó lưu xuất từ cái tâm thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà ra một cái pháp tướng. Pháp tướng là cái câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Cái pháp tướng này nó có thể hóa giải được cái nghiệp chướng trong một câu Phật hiệu tư tám ức kiếp trọng tội sanh tử vô lượng đời kiếp đến bây giờ, tội nặng cỡ nào đi nữa, nếu mà chịu tu cái pháp tướng đó là lưu xuất từ nơi cái thể tánh chân thật của Đức Phật A Di Đà lưu xuất ra. Tu cái pháp tướng đó là cái câu Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát là thần chú Đại Bi. Nếu mà chịu mà hành trì cho miên mật thì con người này nó sẽ khai thác được cái tánh đức của mình, có được cái diệu dụng thần thông, có được những cái công đức bất khả tư nghì. Nhưng mà họ không tin điều này. Hằng ngày họ phải để vào trong cái tâm nó lo ăn mặc ở bệnh quá trời nhiều thời gian. Có nhiều người người ta nói con còn bận biểu lắm, con làm đến cuối năm nay là con gom hết mọi công việc rồi con lên trên tỉnh thấp gần đó con tu. Tính là như vậy chứ mà không phải đơn giản nó là như vậy. Tính là như vậy nhưng mà gì, vọng tưởng điên đảo nó dắt cho đến cuối năm rồi bắt đầu nó sang qua chuyện khác. Ngay nay công việc ở trên tỉnh Thất Quan Âm, vừa làm với khu chuyên tu xong lên tỉnh Thất Quan Âm, vừa trên tỉnh Thất Quan Âm xong bắt đầu là xuống ở dưới này làm cái hồ cá, làm ở cái vườn rau. Tuy rằng đây cũng là một pháp lành lo cho đại chúng, nhưng mà đi sâu vào công phu, nếu mà cứ như vậy hoài thì công phu không có tăng trưởng được, không tiến sâu được, không thành phiến, không nhất niệm, không sự nhất tâm, lý nhất tâm, không tâm muội, không đoạn được vô minh nó đâu. Bởi vì khi mà mình làm bất cứ chuyện gì đều bị phân tâm hết. Cho nên thành ra là Ấn Tổ ngài nói là nếu thực sự người đó muốn vãng sanh thì không nên xây chùa cao Phật lớn, không nên thăng tòa thiết pháp để kéo người ta đông đến. Đông đến rồi giống như một cái cây mà nhiều cái chùm gửi nó cứ bu vô, chim nó bu vô nó cắn, nó mổ riết cái cây này chịu không nổi chết. Chưa thành Bồ Tát, chưa là Bồ Tát mà làm cái kiểu như Bồ Tát là tiêu. Cho nên hôm nay thôi đóng cửa cũng là tốt. Đại chúng ở trong đó tu, an định trong đó tu. Rồi chúng tôi cùng đại chúng ở khu chuyện tu làm tốc hành nhanh sau khi xong một cái hồ nước, làm thêm cái nhà lồng với lại trồng rau củ quả ở trong đó mình sinh sống. Phật tử ai thương tình họ cúng dường chút đỉnh gì đó rồi mình đem xuống mình nuôi các cụ ở những cái căn nhà ngoài, mình lo ở bên ngoài với đại chúng ở trong này chân thật niệm Phật. Còn nếu khi mà không có tiền của nữa thì mình không có trách Phật tử vì sao không cúng nữa, mà mình trách nơi thân tâm của mình, trong mạng mình không có tài, người ta không cúng thôi. Trong mạng mình không có đủ tài, mình hưởng hết cái phước báu và cái tài lực ở trong mạng mình rồi thì bây giờ người ta không cúng thì mình chấp nhận thôi, hoan hỷ thôi, đâu có gì đó. Cho nên thành ra là cái pháp mà để người ta cúng dường gọi là cái pháp bố thí cũng là một pháp. Mà cái pháp này phải là từ tâm tưởng thanh tịnh vị tha nó mới làm được. Mà muốn có cái tâm tưởng mà thanh tịnh vị tha, thương người, thương quý kính tâm bảo để cúng dường thì người ta phải có pháp lành để an định trong đó. Trong thời cúng dường thời gian họ cũng thối Bồ Đề Tâm mà. Như ngài Xá Lợi Phất vừa nghe chư Phật, vừa nghe Phật thuyết pháp nhiều đời kiếp về trước đó, vừa nghe Phật thuyết pháp xong cái là phát Bồ Đề Tâm bố thí nội tài ngoại tài, ai muốn xin cái gì là cho cái đó, tiền của tất cả mọi thứ hay là thân mạng muốn xin là cho luôn. Thì đây là một cái pháp mà do Phật thuyết pháp, cho nên thành ra họ ngài Xá Lợi Phất hiểu được cái pháp bố thí cúng dường, cho nên thành ra mới bố thí thân thể mình, muốn bố thí cái phần nào là bố thí được, ai xin cái gì cho đó. Thì khi khởi niệm như vậy thì có lò quỷ dọ so, có thần thông, họ biết họ tới ngay, họ thử liền. Họ nói là nghe ngài phát Bồ Đề Tâm bố thí tất cả tiền tài, nội tài, ngoại tài, thân thể gì, phải không? Kêu đúng vậy. Kêu vậy, ngài cho con mắt, ngài cho tôi con mắt để tôi làm thuốc đi, mắt phải mới làm thuốc được. Thì khi nghe vậy thì đã phát tâm rồi, phải làm.
móc luôn cái con mắt ra, đưa cái ô, con mắt phải này nó hôi quá, nó tanh quá, không có làm thuốc được đâu, phải mắt trái mới làm thuốc được. Vừa nghe vậy cũng móc đưa, nhưng mà Bồ Đề Tâm thối chuyển liền, chịu không nổi. Ghiều. Nó nói pháp cúng dường không phải là đơn giản, không phải là dễ. Cho nên tu những cái pháp, thí dụ bố thí nè, trì giới nè, nhẫn nhục nè, tinh tấn nè, thiền định nè, trí tuệ nè, thì tất cả những cái pháp của hàng Bồ Tát đó, mình chưa phải là Bồ Tát, khó tu vô cùng. Thì giờ mình tu cái pháp môn niệm Phật để vãng sanh thành Phật rồi, lúc đó họ xin cái gì mình cho cũng không thối chuyển. Tâm mình đã là kiên định bất thối rồi, tâm mình là thành Phật rồi, thì bố thí đầu não tai mắt tất cả mọi thứ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là không còn thối chuyển nữa. Chứ mình làm những cái pháp, ví dụ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, mình vẫn làm trong khả năng của mình, mà chớ dại là kêu thôi. Nghe nói Ngài Xá Lợi Phất cũng cho mắt để bố thí trong thân thể của mình, cuối cùng cái là móc ra cho cái thôi, mắt nó mù luôn, lúc đó khổ nằm rên hừ hừ. Vì cái tâm mình nó chưa có khế hợp đồng với cái pháp bố thí ba la mật, không thấy thân mình bố thí, không thấy vật con mắt mình á, rồi không thấy người bố thí, cái người mình cho. Thấy thân này là giả, phá được thân kiến rồi thì họ rất dễ dàng làm chuyện này. Còn mình chưa phá được thân kiến, mới xin mấy đồng mà thôi rên như sống, mà tôi nghèo quá trời, ở trong ngân hàng chứa có 20 tỷ, làm mình cho nghèo lắm, chịu không nổi. Cho nên cái pháp này không phải dễ làm. Nếu mà không có tu cái pháp lành thường niệm Phật để thấy câu Phật hiệu là quý, câu Phật hiệu là an lành, câu Phật hiệu là một cái pháp lành tối thượng thiện á, thì thấy những cái khác, tiền bạc của cải, nhà cửa xe cộ là tối thượng thiện, là cái trồng con mắt của mình, là sự sống của mình, nó giúp cho mình sống trong hiện tại. Nếu không có nó là chết liền, thì đố mà bố thí cúng dường được. Tất cả các pháp nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Nếu ai chịu khôn ngoan, họ là một người bần cùng nghèo khổ, tánh hạnh không ra gì, mà chân thật tu cái pháp đại bi niệm Phật niệm Quan Âm, trong một thời gian ngắn, họ trở thành một con người từ bi rộng lượng, thương yêu, tha thứ, siêu quần bạc tụy. Từ cái pháp lành này đã khai mở cái tánh đức nhanh vô cùng. Còn nếu không là tự lực mình để mà mình tu, để khai mở tánh đức, rồi bắt đầu mình tu những cái pháp lành mà không có cái pháp tha lực trợ hạnh, không có pháp tha lực để mà mình hành trì, giống như là thằng chú Đại Bi niệm Quan Âm niệm Phật, thì Ấn Tổ nói giống như người cà thọt, đi một ngày không được bao nhiêu bước. Còn cái người mà họ tu cái pháp lành đó, là cái pháp mà niệm Phật, trì Đại Bi, niệm Quan Âm, giống như người mà ngồi lên cái đại hỏa luân, trong một giờ họ đi không biết bao nhiêu là cây số, bao nhiêu là dặm xa. Cái người mà mới biết bơi, cái người mà bơi được đi nữa, xuống biển bơi một ngày không được bao nhiêu dặm, sóng gió nó dập dùi chết ngay. Còn người mà ngồi lên cái thuyền lớn căng buồm thuận gió nữa là thuyền chạy tít đi luôn. Chở bao nhiêu vật dụng, bao nhiêu tảng đá, 100.000 con nặng gì đi nữa, cái thuyền nó chở qua bên kia được hết. Nghiệp lực mình nặng cỡ nào đi nữa, nương cái nguyện lực của Đức Phật Di Đà thì nó hóa giải được cái nghiệp lực của mình. Điều mình không thấy kiến hiệu của câu Phật hiệu là mình không chịu niệm. Làm việc cái mình dính vô trong công việc, rồi phiền não dính trong phiền não, rồi làm được chút tiền dính trong chút tiền, được cái chút danh dính trong chút danh, được chút sắc đẹp dính trong sắc đẹp, được cái chút nhà cửa xe cộ ruộng vườn cái gì đó nó dính vô đó hết trơn luôn, không có để chấp trì danh hiệu, mà nó chấp vào những cái khác, nó chấp vào những cái tài sắc danh thực, thì những cái tự tư tự lợi, nó chấp vào những cái giả. Mà mình là vô minh, mình không biết là giả, cho nên nó chấp chặt khừ ở trong đó. Thấy ông chồng này là của tôi, ông theo cái bà khác là không được, tôi tạc ác xích, tôi rạch dao đô lam, ông về đây ông chết ông với tôi. Thì toàn bộ là chấp cái giả hết. Mà khi chấp vào cái giả rồi, cái lúc lâm chung rồi, ôm cái giả không được một cái là hốt hoảng, lúc đó thất vọng. Mà khi thất vọng như vậy rồi, cái bắt đầu gì? Sanh ra phiền não, tham sân si, bực tức, rồi đọa vào tam đồ như tên bắn. Hiện tại mình thấy rõ ràng thôi, ai lấy của mình chịu nổi không?
Ai lấy chồng mình chịu nổi không? Ai cướp nhà mình chịu nổi không? Cái hiện hữu mình đang còn sống, mình còn được một cái nhìn nhận sáng suốt, chưa có nói cái lúc mà mình ra đi giống như con cua mà trụng nước sôi, nó đã đau đớn thân thể rồi mà bên ngoài nó thấy mất mát nữa, thì cái tâm mình nó hỗn loạn đến cỡ nào. Nếu không có pháp đại bi hàng ngày trì để cho tâm an định, nếu không có cái pháp mà từ tâm tưởng sanh của Đức Phật A Di Đà là câu Phật hiệu, nếu không có cái pháp là mình tin tưởng được cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà để mình nguyện vãng sanh, thì lúc chết 10 người hết 9 người chết chắc là giống như con cua trụng nước sôi. Lúc sanh ra giống như rùa lọt mai rồi, vừa ra khỏi lòng mẹ là trong người lạnh buốt giá, giống như là đang ở trong băng giá lạnh âm bao nhiêu độ rồi. Đã một cái khổ sanh ra là khổ, khổ quá trời khổ rồi, kêu trời không thấu rồi. Cho nên mới nói là gì? Thọt sanh ra thì đà khóc chế, trầm có vui sao chẳng cười khì. Cười khì chỉ có ai? Vậy có Bồ Tát Hộ Minh là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vừa sanh ra là cười liền, hoan hỷ liền. Tay chỉ trời chay tiểu đất là thiên thượng thiên hạ, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Chỉ có nơi cái chân ngã thanh tịnh này là độc tôn, là tôn quý hơn hết. Nhưng chúng sanh bỏ đi cái chân ngã này, chạy theo cái vọng ngã, bỏ cái chân thiện này chạy đi cái giả thiện, bỏ đi cái thể tánh thanh tịnh mà đi theo cái trầm lao phiền não. Sáng Ấn Tổ ngày đó vừa công phu xong cái rồi vô rửa tay rửa mặt vệ sinh chuẩn bị lên dùng sáng, ngài nói một câu tự nhiên nó lọt trong cái tâm nó đẻ đó. Hằng ngày mà cứ mở văn sao ra, cái pháp văn sao này cũng phải có thời gian huân tập nghe hoài, 1 năm 2 năm 5 năm 10 năm, lời của tổ ở trong người của mình, ở trong tâm của mình nó thành máu thịt rồi, nó thành con người của mình thấm nhuần văn sao. Thì muốn tu được cái pháp Ấn Tổ phải có thời gian, muốn niệm danh hiệu Phật để cái pháp này, tuy rằng cái pháp này nó mầu nhiệm bất khả tư nghì, từ nơi cái chân tánh của Đức Phật A Di Đà lưu xuất ra, nó không phải là niệm gọi là thể tánh thanh tịnh, nhưng mà nó là cái diệu dụng từ nơi thể tánh thanh tịnh của Phật Di Đà, nó tương ưng với thể tánh mình, tương ưng với thể tánh mình, không có nghịch chiều. Tham sân si mới là nghịch chiều thể tánh. Ấn Tổ nói nếu mà bỏ vọng tưởng tham sân si thì tức thì trí tuệ bầu trời chân tánh của quý vị hiển lộ ngay. Mà vọng tưởng tham sân si ngã mạn ái dục vô lượng đời kiếp đến bây giờ nó huân tập thành một cái khối rồi, nó thành một cái khối băng quá lớn ở Bắc Cực rồi. Bây giờ phải cần có những cái tia nắng cực mạnh kìa, tia nắng cái nồng độ nó mạnh thì nó làm vỡ đi cái tan, cái tảng băng đá này ra. Nghĩa là cái tham sân si phiền não nghiệp chướng của mình đó, kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trần sa hoặc này, nó là huân tập thành một cái tảng băng đá quá lớn rồi, ở trong tâm thức mình rồi. Bây giờ người này phải dụng công thực mạnh, tha thiết chân thật ngày đêm, thì cái năng lực của Phật lực này mới là làm cho nó dịu xuống, để nó tan hẳn luôn, để nó tiêu kiến hoặc tư hoặc. Mình chứng được tam muội trong đời này thì tự tại sanh tử, thì cái chuyện này mình không đủ thời gian, và cái tâm lực mình không thể nào làm cho nó tan rã cái băng đá giống như là cái nghiệp chướng của mình, mà còn chỉ cho nó phục xuống là được. Nếu mà dụng công không khéo thì nó không phục được, không ăn thua gì nó hết. Giống như cưỡi ngựa xem đèn, cưỡi ngựa xem hoa chơi thôi, chứ không có thể nào phục được nó. Nếu mà tu cái kiểu mà tà tà như chúng ta thì thua. Ngài nói một câu là Ngài đã thành tựu được rồi, là Ngài vọng tưởng không còn, cho nên bầu trời trí tuệ chân tánh hiển lộ. Mà muốn vọng tưởng phiền não nghiệp chướng không còn thì người này dụng công không phải bình thường đâu. 30-40 năm mà đóng cửa mà tha thiết chân thật dụng công thì lúc họ mạng hết thì mặt may. Tuy rằng cái pháp lực này là bất khả tư nghì, nương để thần lực, Phật lực, tha lực, nhưng mà tự lực không đề khởi lên được thì tha lực Phật lực đi thì cũng không chiếu đến cái tâm ta và không có giải quyết gì được cho chúng ta cả. Tha lực và Phật lực phải phối hợp với nhau. TV phải làm sao tốt, mở lên đúng tần số để bắt được cái đài truyền hình ở trên không trung là cái làn sóng điện đó, thì bắt đầu nó hợp nhau rồi, nó connect với nhau, nó ăn với nhau rồi, nó khớp với nhau rồi, bắt đầu TV mới phát lên ánh sáng.
tâm tưởng mình phải làm sao xuyên suốt niệm Phật để nó thuần tịnh, thuần cái tâm tưởng của mình trong đó. Cho nên thành ra mới gọi là gì? Nhớ Phật, niệm Phật, nhớ Phật, tưởng Phật. Hiện tại, tương lai, nhất định thấy Phật. Mà nhớ làm sao để mà thấy Phật, tưởng làm sao để mà thấy Phật, thì cái chuyện này mọi người phải tự làm thôi. Trong văn sao Ấn Tổ nói đầy đủ hết trong đó rồi. Bây giờ hàng ngày tùy theo mình, nhớ tưởng tham thì trong hiện tại thấy nó có vui vui chút đỉnh, giống như nước muối uống vô có mát mát dễ chịu, nhưng mà chút xíu là mặn liền. Tiếp tục tham nữa, tham dục, tham danh, tham sắc, tham lợi, tham tài gì đó, thì từ từ cái bắt đầu cái tâm mình nó hen ố, nó nhiễm phước đức giảm, từ từ nó vô ba đường ác. Tự làm tự chịu, không than vãn với ai. Rồi bây giờ mình biết như vậy rồi, cái bắt đầu giật mình tỉnh ngộ, sợ đọa lạc, giống như kẻ tù nhân mà mong ra khỏi tù, giống như kẻ lữ khách mà xa quê, kẻ ăn mày xa quê muốn về gặp lại cha mình là tỷ phú, cha mình là đại gia, mong trở về quê nhà. Ấn Tổ hãy nói người niệm Phật giống như kẻ mà tù nhân mong ra khỏi lao ngục. Có ai trong này mong ra khỏi lao ngục không, hay là thích ở trong lao ngục này? 10 người hết 9 người cái thôi, sống ở đây cũng đang vui, đang khỏe, ở khu chuyên tu tỉnh thất được, thầy nhà cũng lo cho ăn được, thấy cũng sung sướng đầy đủ, sướng hơn ở nhà, thôi nhiêu đó được rồi. Cái đó là dừng chân nơi chạm hóa thành ở tại ta bà, chưa phải là nơi hóa thành đó, cực lạc thì nguy hiểm vô cùng. Thấy không? Cho nên cái việc mà tuy rằng biết cái pháp lực đó là thần chú Đại Bi, biết cái pháp lực đó là danh hiệu Quan Âm, biết cái pháp lực đó là danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, lưu xuất từ tâm tưởng của Phật, của Bồ Tát, thần diệu bất khả tư nghì, nhưng mà tâm tưởng mình không chịu niệm, không chịu để mà cho cái pháp lực này để đi vào trong tâm thức mình, để hóa giải nghiệp chướng, để mình trở về lại với cái chân tâm thường trụ với tánh đức á, thì pháp lực của Phật, của Bồ Tát với tâm của mình nó vẫn là hai, không phải là một, rồi mình vẫn phải đọa lạc như không. Bây giờ hàng ngày mình tạo thành một cái pháp lực của thế gian, gọi là thế gian pháp, nhà cửa xe cộ tiền bạc của cải vật chất, sân hận bực tức chồng tôi, con tôi, cháu tôi, tuy rằng cái đó là cái cuộc sống nhân sinh, đó là tạm thời để cho mình có thể sinh tồn, không thấy đó là cứu cánh. Nhưng mà con người phàm phu mà dính vô cái tạm thời mà nói rằng là cho là tạm thời thì khó vô cùng. Chỉ có hàng Bồ Tát Thánh Nhân họ thấy cuộc sống tạm thời, giống như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, ngài hóa thân thành voi trắng số ngà và hôn hữu của Hoàng hậu Ma Gia. Và khi sanh ra rồi, cái ngài có vợ là Gia Du Đà La, con là La Hầu La. Ngài thấy đây là tạm thời, ngài rời một cách rất nhẹ nhàng. Của cải vật chất trong cung vua của Tịnh Phạn, ngài rời đi rất nhẹ nhàng, đúng không? Còn mình thì khó vô cùng. Mình là phàm phu, dính vô giống như mũ mít, nó không thể nào thoát khỏi. Giống như là người ta có cái câu chuyện là con khỉ nó tới, nó nhìn nó thấy cái gốc cây đó đó, mà gốc cây đó là nó chảy cái loại mũ, mà cái mũ đó nó màu giống như nhung đỏ đẹp lắm, nó chảy xuống xung quanh cái gốc cây á. Con khỉ nó lại, nó nhìn thấy cái mũ của cái gốc cây đó nhìn nó đẹp quá, nó lại nó ngồi nó muốn chơi trên cái mũ đó. Nó chạy lại cái nó lấy cái mông của nó ngồi nó nhúng cái nó xì mũ ra, cái dính vô trong cái khu trong cái mông nó. Xong một đầu nó lấy hai cái chân nó đạp giãy ra cái hai cái chân á. Nó bị gì mũ, khi mà nó nắng cái nó se cái mặt lại, nó ngồi thấy nó êm giống như nhung sướng quá, nhung cái nó lòi mũ ra dính trên cái khu nó. Nó lấy cái chân nó đạp dính cái chân luôn. Nó lấy cái hai cái chân trước á, nó đạp nó cấu nó xé để nó đứng lên, nó cũng dính hai cái chân luôn. Nó đưa cái miệng nó vô nó cắn nó lại chết dính luôn cái miệng luôn. Rồi mũ dính hết toàn thân con khỉ, rồi con khỉ khô chết queo râu luôn. Làm sao vậy? Đây là ví dụ cho chúng ta, cái mũ đó là tham sân si, cái mũ đó là tài sắc danh thực, thì cắn vô, nó cầm vô lại giống như con khỉ dính vô cái mũ, không có thoát nó được. Nếu mà con khỉ khôn á, nó nhìn nó, ê, đây là mũ rồi nha, đây là chỗ chết đó nha, đừng có đụng vô nha, cái nó chạy vòng vòng, thì thôi nó không dám vô, thì nó còn sống.
đúng không? Chúng mình đã bước vô đó rồi mà kêu không dính là chuyện lạ, đúng không? Đụng đến tài sắc danh thực thì mà không dính là cái chuyện lạ, không ích kỷ là chuyện lạ. Cho nên thành ra con bàn Long Uẩn á, Ấn Tổ cũng kể cả gia đình quá trời giàu luôn, khi học đạo niệm Phật biết ngày giờ vãng sanh, mang tiền bỏ lên trên thuyền, vàng của ra giữa biển đục cái lỗ cho nó tuột cái rớt xuống hết, rồi trở về lại chỉ đang thúng đang mũng để mà sống qua ngày, cả gia đình đều được vãng sanh hết, gọi là ông bàn Long Uẩn á. Cái này có nhiều người kể câu chuyện này là thiền, chứ thiệt ra ông bà này niệm Phật. Hòa thượng cũng nói ông bà bàn Long Uẩn này là niệm Phật chứ không phải là tu thiền. Mình có những vị thấy ông bà quá tự tại đi mới nói ông bà tự tại rồi mới là nói là ông bà Long Uẩn là thiền, chứ đúng ra ông bà niệm Phật. Cả gia đình con trai con gái là biết ngày giờ vãng sanh hết, cho nên mang vàng ra bỏ ngoài sông cho nó lũng đục cái lỗ thiền cho nó lũng xuống. Người ta nói ổ sao ông bà không có đem vàng tiền cho người ta để giúp đỡ người nghèo được. Ông bà nói thôi, người nghèo cái vốn nó dĩ đã nghèo rồi, nó không trong mạng không có tài, nó không có phước báu, cho nó khởi lòng tham, đôi khi nó xài á phung phí nó mang tội nữa, thôi tôi đục cái lỗ tôi cho nó xuống dưới đó cho nó xong cho rồi. Ghiều. Thì cái người mà họ ngộ đạo rồi á thì họ cầm tiền không muốn bỏ lúc nào bỏ à, họ không có bị dính mắc, hoặc giả họ giữ thì họ cũng lo cho đại chúng à. Còn con người của mình thì thôi, nó ích kỷ cho phải biết luôn, nó kinh lắm. Giống như con khỉ mà nó dính vô cái mũ nào là nó chết trong cái mũ đó, nó dính vô cái mũ sắt là nó chết trong cái mũ sắt. Sắt là một loại mũ keo 502, loại mũ cực kỳ chắc. Nó dính vô tài là nó chết trong tài, nó dính vô danh là nó chết trong danh, nó dính vô ngủ là nó chết vô ngủ, mà dính vô thực là chết vô thực, là ăn dính chết vô ăn liền, chứ không thoát khỏi. Bọn phàm phu mình không thoát khỏi. Nếu mà hằng ngày mà không nghe lời Phật Tổ để răn dạy mà mình biết nó là cái tác hại á, thì nó giết mình chết tươi nồng nọc chịu không nổi với nó à. Nên ra là mình là thường phàm phu, là không bao giờ mình thấy là mình là phàm phu. Con dòi không bao giờ nó biết nó là sai, nó là đang nằm trong hồng phân thúi. Cái nghiệp nó che mà. Lò ngạ quỷ nhìn nước cái là thấy thành máu liền. Mình thấy nước là nước, cá nó thấy nước là cảnh giới của nó. Thì gọi là đồng cảm duyên khởi, đồng nghiệp duyên khởi. Cái nghiệp của nó là cá thì nó vô nước nó ở thôi, cho nó thấy đây là cảnh giới của nó thôi. Gọi là đồng, thì theo cái nghiệp của cá là loài súc sanh á, thì nó duyên vào trong nước để nó khởi ra cái sự sống, và nó khởi ra sanh con đẻ cái ở trong đó. Gọi là đồng nghiệp duyên khởi, đồng cảm duyên khởi, đồng pháp duyên khởi. Cho nên thành ra hôm nay muốn nói là nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Nếu người đó trì thần chú đại bi là người ta không có tu cái pháp này thì người ta không có bị chết vì đói khát. Cái này là do cái nguyện lực của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn. Ngài nói là ai trì đến thần chú của tôi là lúc ra đi là không bị đói khát, và họ ra đi thân họ được tự tại thanh tịnh nhu nhiến mát mẻ, họ không có bị đói khát. Còn những người tuy rằng giàu có của cải vật chất, họ không có trì thần chú đại bi, không biết tu thiện tích đức, cho nên lúc họ ra đi của cải đầy nhà, đồ ăn thức uống để đầy bàn, nhưng mà chết đói ra đi đâu có ăn được nữa đâu, cho nên chết đói. Mà khi chết đói thì cái nhân là ngạ quỷ rồi. Đói khát quá mà chết là cái nhân của ngạ quỷ, thì phải đi vô ngạ quỷ thôi. Thấy không? Cho nên nó trùng thần chú đại bi này không đọa vào ba đường ác, cái lúc chết không bị thấy đói. Mà khi lúc chết mà cứ thấy đói quá, khát quá, tôi muốn ăn mà tôi ăn không được, thì lúc đó ngã lăn ra chết thì làm lò ngạ quỷ ngay. Kinh khủng không? Và không bị khốn khổ. Khốn khổ thì sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu không được khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Thì người tụng thần chú đại bi này rồi, họ tích lũy được cái công đức này rồi đó, thì cái lúc mà họ chưa vãng sanh, họ sanh ra cái đời sau, họ qua cái đời sau để mà họ sanh ra, họ lấy một cái thân khác đó, thì họ sanh ra họ vẫn không khổ. Bây giờ họ có tích lũy được cái thần chú đại bi của họ rồi, thì hiện tại bây giờ họ sanh ra đã khổ đúng không? Như lùa rùa lộc mai Ấn Tổ hay nói đúng không? Nhưng mà khi họ bây giờ họ trì được thần chú đại bi thì cái lúc chết và cái lúc sanh ra họ không khổ. Bởi vì do cái pháp lực này là do cái nguyện lực của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn mà. Cái này chúng tôi nói là sự thực là đúng 100%, chứ không phải tăng bốc quá đáng đâu. Cái pháp này là mười phương chư Phật đồng khen ngợi mà. Chính giới đồng quy về, từ địa ngục cho đến Bồ Tát đồng quy về mà.
ngàn kinh điều xiển dương, muôn luận điều tiên nói. Cho nên tụng bất cứ thời kinh nào, chư tăng ở các nước trên thế giới đều là gì? Đều tụng thần chú Đại Bi trước. Nhớ hôm trước có hai vị hòa thượng ở bên Hàn Quốc về, ông tụng cái thần chú Đại Bi ở bên tiếng Hàn, nghe nó hay nghe. Nghe lại cái đĩa đó coi, nghe sao nó hay quá chừng, nghe cái âm điệu nghe nó sướng tai mà nó hay sao. Còn ba cô chú hiền sao có cái duyên, ông tụng mà ông có ông thầy đi với sư trưởng, ông tha thiết cái mặt, ông nhìn thấy, ông kêu bên đó là người ta trì thần chú Đại Bi, mà khi gặp một vị hòa thượng sư trưởng đó là nhập phái, nhập môn vô để tu là phải trì 108 biến Đại Bi, hứa hẹn với ông mới cho vô, gọi là quy y nhập môn. Bởi vì ngài nói là được một người vào trong cái pháp môn niệm Phật mà vào trong cái quy y thì phải hướng dẫn cho họ trì thần chú Đại Bi để thân tâm họ mát mẻ trước, họ đỡ gặp được chướng ngại. Chứ không thì không có trì thần chú Đại Bi thì khi họ vô họ gặp nhiều cái chướng ngại quá, họ cái ổ sâu tu đạo sao nó cũng chướng ngại như vậy, quá trời chướng ngại mà họ không hiểu chướng ngại đó là do họ làm cho người khác chướng ngại, họ gieo những nhân khổ cho nên họ thối tâm liền, họ bỏ đạo liền và họ hỷ bán đạo. Cho nên là cho họ cái pháp an ổn thân tâm trước cái đó là trì thần chú Đại Bi, quan trọng vô cùng luôn. Cho nên thành ra cái người mà trì thần chú Đại Bi thì lúc lâm chung họ không có bệnh khổ, mất đi cái khốn khổ, không còn khốn khổ. Thì lúc lâm chung thân tâm họ nhẹ nhàng, do trong tâm họ khởi lên được và tin được cái pháp lực đó là thần chú Đại Bi, cho nên lúc lâm chung họ không có bệnh khổ, họ rất an vui. Người niệm Phật cũng thế, còn tự thân của mình, tự lực của mình để mà vượt qua cái nghiệp lực sát sanh vô lượng đời kiếp đến bây giờ, thì cái chuyện này cái lúc lâm chung mà không đau khổ thì cái chuyện này khó vô cùng. Khó vô như là cột đồng mà chét thêm dầu mỡ mà chèo lên mình nó tuột xuống, chèo lên nó tuột xuống, khó vô cùng. Nên thành ra là chúng tôi thì không có duyên với thần chú Đại Bi, mà từ khi mà đọc văn sao Ấn Tổ ngài nói ngài có trì thần chú Đại Bi là chúng tôi bắt đầu làm theo, cho đại chúng làm theo an định vô cùng. Hôm qua chúng tôi lên nói với thầy Nhuận Minh chiều lên kiểm tra coi thử một chút xíu công việc gì trên đó, xong rồi mấy thầy với chú Linh đồ cũng đồng lòng với chúng tôi, thấy lạ kỳ, vừa xây dựng xong một cái gọn gàng trên đó hết rồi, một cái là cấm hết, không cho người tụ tập. Mà cái chuyện cấm này cũng từ lâu mà chưa đi đến tịnh thất Quan Âm, mà lúc mà đang xây dựng, đang làm nhà vệ sinh một ngày cả 50-70 người mà kêu cấm rồi sao mà làm, lỡ dở công việc, đúng không? Riêng thần chú Đại Bi nơi nào trì là tùy tâm mãn nguyện, đang xây dựng thì để xây dựng xong, rồi vân vân mọi thứ là gọi là tùy tâm mãn nguyện hết. Do cái công đức thần lực chú Đại Bi bất khả tư nghì, và Bồ Tát Thiên Thủ biết rằng là vài ngày nữa là người ta sẽ lên kêu tạm ngưng cái trận chuyện tập tụ, cho nên thành ra là khiến làm sao làm tối tấp, làm ngày đêm cái xong. Ngộ xây cái hồ đổ bê tông đổ ngày đêm vừa xong một cái nó mưa âm xối xả xuống luôn. Cái này không phải là cái chuyện mà mình tụng mà mình mong rồi mình thấy lợi ích rồi mình khoe khoang, mà nói như vậy để quý vị có tính tâm. Mà cái chuyện đó là chuyện nhỏ thôi, cái chuyện mà để mà không còn đói khát khốn khổ là cái điều thứ nhất trong 15 điều, đó là cái chuyện mà nó quan trọng. Bởi vì khi mình lúc lâm chung mà đói khát là cái nhân của ngã quỷ rồi, mà tụng thần chú Đại Bi là không còn đói khát. Rồi khi mình lúc mà bệnh, mình lúc chết mà không có bị đau đớn, không có khốn khổ thì do cái công đức thần lực chú Đại Bi. Mà ai tụng được khuyến khích người khác tụng mà xiển dương mà tán thán thì công đức người này thù thắng. Nhưng Ấn Tổ nói, nhưng không hướng đến người cầu hình, không hướng đến người tu mật tông để cầu cho họ thọ ký, cầu cho họ truyền pháp và để tu mật tông tam mật tương ưng tức thân thành Phật. Thì Ấn Tổ nói mình không khả năng làm được điều này đâu, và khỏi cần bắt ấn cũng được, chỉ trì thần chú Đại Bi để làm trợ hạnh, để hồi hướng vãng sanh, chứ không có thể hướng đến người cầu mật tông để bỏ đi cái việc mà nguyện vãng sanh. Bởi vì những người tu mật tông mà họ không nguyện vãng sanh là họ đoạt mất chí hướng ngạn vì nguyện vãng sanh của mình ngay. Họ nói thần chú Đại Bi là đủ rồi, không cần nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà mình không có nắm được cái pháp mà để mà liễu sanh thoát tử trong đời này, chỉ có vãng sanh Tây Phương, thì mình bị người ta đột mắt chí hướng vãng sanh. Ấn Tổ nói không nên đến người tu mật tông cầu họ và bỏ đi cái chí hướng vãng sanh thì coi như là dễ thất bại.
để kêu tam mộc tương ưng, tức thân thành Phật. Trong cõi này thì thành ma chứ là không có cử thành Phật nổi đâu. Ngày ngày là vị Bồ Tát nói thì không có sai đâu. Cho hôm nay chúng tôi nói này, nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh, từ cái pháp đó là tham sân si, cũng từ tâm tưởng thanh sanh mà nó nghịch chiều với thể tánh, khó sanh vô cùng mà mình ở trong trần lao này để sanh nó rồi, rồi mình phải đã từng đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh là pháp lành, là con người giàu trong bụng mẹ là chuyện khó vô cùng. Thể tánh thanh tịnh mình là phải và là Phật. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, cái ban sơ đầu tiên của thể tánh mình đó là nó là thiện, nó vốn là chân thiện, nó là thiện, chân thiện mỹ, nó là thanh tịnh. Mà do mình bị nhiễm vào tham sân si, trái giác hợp trần, cho nên mình trở thành một cái con người mà nghèo giàu sai biệt, xấu xí đẹp đẽ sai biệt hết, là từ nơi thể tánh lưu xuất hết. Có nhiều người chúng tôi thấy ngạc nhiên cái hình của ổng lúc trước, cái anh chú thanh niên này nó ăn chơi, nhìn thấy mặt mày anh thôi kinh khủng. Mà bây giờ đây anh niệm Phật xuyên suốt, anh trì chú, bữa nay thân tướng ổng nhìn khác một trời một vực, không nhận diện ra luôn. Nó do cái pháp lành nó thay đổi tướng, tướng do tâm sanh, nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Thân thể mình cũng là một cái pháp, mà cái pháp này nó từ nơi cái pháp, pháp tướng này là cái thân này, là pháp tướng là cảnh giới này, cũng từ nơi pháp tánh là cái tâm thanh tịnh của mình, thì cái thân nó sẽ đẹp đẽ, mà cái tâm nhơ uế thì cái thân nó sẽ xấu xí. Dầu cho cái bây giờ mình mới sanh ra được cái thân đó là đẹp đẽ, nhưng mà gặp những pháp ác, tham sân si mạng nghi ngã mạng á, thì cuối cùng thân cũng sẽ xấu xí theo luôn. Nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Pháp Nam Mô A Di Đà Phật là từ tâm tưởng của Đức Phật A Di Đà sanh ra, là do Ngài tu vô lượng đời kiếp, Ngài hồi hướng trong đó. Bây giờ mình nhớ Phật, tưởng Phật, niệm Phật thì mình về ở gần với Phật, mình sẽ thành Phật, chắc chắn như vậy. Nhớ tham tưởng tham, ở gần với ngạ quỷ thì vô cảnh ngạ quỷ. Nhớ sân niệm sân thì lúc thọ mạng hết thì vào cảnh địa ngục. Nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh, và cảnh giới đó là pháp giới tướng, thì do pháp giới tánh này nó sẽ đẩy mình đi vào trong pháp giới tướng, rồi pháp giới tướng địa ngục đó nó chi phối lại trong thân tâm của con người ở địa ngục. Mà nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh của Đức Phật A Di Đà, niệm danh hiệu Phật Di Đà, là lấy quả giác của Đức Phật A Di Đà làm nhân địa tâm để mình tu hành, thì mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà phải tu làm sao, chứ không phải là tu tà tà mà nó thành tựu được. Phải là chúng tôi ví dụ giống như là cái băng đá nằm ở Bắc Cực nó quá trời lớn luôn, phải có thời gian nó tan từ từ, mà phải chuyên nhất kìa. Cái tham sân si mạng nghi tư hoặc kiến hoặc này nó quá trời dày, dày đặc luôn, mà không có cái công phu thâm hậu thì không có phục nó được đâu. Đơn giản nó đâu. Cho nên là chúng tôi nói anh em tu sĩ của chúng tôi mà không có phải lo chuyện gì bên ngoài, mà hàng ngày tha thiết để công phu, mà lúc cà trầy cà trật, lúc trồi lên hụp xuống, cái lúc thì tinh tấn, cái lúc thì thói chuyển, cái lúc thì giải đãi. Huống chi Phật tử trăm ngàn công việc bên ngoài bù đầu bù óc, tâm lực đã đổ hết trong đó rồi, thì làm sao còn được cái tâm lực, cái sức lực mà để lên pháp lực của Phật, khó vô cùng. Rồi cứ hẹn nay, hẹn mai, hẹn lần, hẹn mòn, hẹn cuối năm, rồi hẹn 5 năm, 10 năm nữa thì chết ngay. Nhiều lúc họ quá mệt mỏi, họ quá căng thẳng, họ muốn buông mà họ buông không được. Bởi vì cái chấp, tình chấp nó quá sâu. Cái vãng sanh được hay không là cái tình chấp nhẹ hay là nặng. Nếu tình chấp nặng thì cái chuyện vãng sanh của bạn không có cửa đâu, khó lắm. Tình chấp về con, về tiền, về chồng, về nhà, về cửa, về công việc, về cái thân này, lúc bắt đầu ra đi là con, chồng, nhà, cửa, xe, cộ, ruộng, vườn không chấp vô được, bắt đầu nó chấp cái thân này. Mà chấp cái thân này cũng không được luôn, rồi bắt đầu nó đi theo cái ngã chấp, nó đi theo cái nghiệp lực, bắt đầu đọa lạc, thiệt là oan uổng. Nhưng mà con người mình có thể thành Phật được mà sao để ra cái nông nổi như vậy. Một tiếng đồng hồ hết giờ rồi, hay đại chúng niệm Phật. Hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về không tâm cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tịnh Hoa Lục, tập 5.
Bà La Mã dạy phương pháp tu trì. Một, dạy phương pháp niệm Phật. Đã có đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, nên lấy niệm Phật làm chánh hành, dùng tín nguyện để dẫn đường. Niệm Phật là chánh hành. Ba thứ tín, nguyện, hành là tổng yếu của pháp môn niệm Phật. Có hành nhưng không tín nguyện chẳng thể vãng sanh, có tín nguyện không hành cũng chẳng thể vãng sanh. Ba thứ tín, nguyện, hành đầy đủ không khuyết quyết định vãng sanh. Được vãng sanh hay không hoàn toàn do tín nguyện có hay không. Phẩm vị cao hay thấp hoàn toàn do trì danh xấu hay càng. Nói đến chánh hành niệm Phật thì tùy theo sức mình mà lập, chẳng được chấp cố định một pháp. Nếu như thân không bận việc, cố nhiên phải từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, động tình, mặc áo ăn cơm, đại tiện tiểu tiện, trong hết thảy thời hết thảy chỗ, giữ cho một câu hồng danh thánh hiệu này chẳng lìa tâm miệng. Nếu khi tắm táp xúc miệng thanh tịnh xong, mũ áo chỉnh tề và ở nơi thanh khiết, thì niệm ra tiếng hoặc niệm thầm đều được. Nếu lúc ngủ nghỉ ló lồ tắm rửa đại tiểu tiện và lúc đến những nơi ô uế không sạch, chỉ nên niệm thầm chớ nên niệm ra tiếng. Công đức niệm thầm cũng giống vậy. Niệm ra tiếng là không cung kính, chứ không phải là ở những nơi những lúc ấy không được niệm Phật. Phải biết trong những nơi những lúc ấy không được niệm ra tiếng. Thêm nữa, lúc nằm nếu niệm ra tiếng, chẳng những không cung kính mà còn đến nỗi bị tổng khí, không thể không biết. Tuy là trường thời niệm Phật không gián đoạn, nhưng cần phải vào lúc sáng sớm hướng về Phật lễ bái xong, trước hết niệm kinh A-di-đà một biến, niệm chú vạn sanh ba biến, liền niệm bài kệ tán Phật, A-di-đà Phật, thân kim sắc, vân vân. Niệm xong, niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật, tiếp đó chỉ niệm 6 chữ Nam Mô A-di-đà Phật, hoặc là 1000 tiếng, hoặc 500 tiếng. Nên vừa đi nhiễu vừa niệm. Nếu không tự nhiễu thì quỳ hoặc ngồi hoặc đứng niệm đều được. Lúc niệm sắp xong chớ về chỗ, quỳ niệm Quan Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh, Đại Hải Chúng Bồ Tát mỗi danh hiệu 3 lần, rồi mới niệm bài Tịnh Độ Văn để phát nguyện hồi hướng vãng sanh. Niệm bài Tịnh Độ Văn thì phải theo văn nghĩa mà phát tâm. Nếu chẳng ý theo văn nghĩa mà phát sẽ trở thành uổng công đọc văn xuông, chẳng được lợi ích thật sự. Đọc Tịnh Độ Văn xong niệm Tam Quy Y lễ bái lui ra, đấy là công khóa buổi sáng. Buổi tối cũng giống như vậy. Nếu muốn lễ bái nhiều hơn thì trong lúc niệm Phật, lúc trở về chỗ, thì ngoài việc lấy Phật bao nhiêu đó, lúc xưng danh hiệu Bồ Tát 9 lần, bèn lễ 9 lạy, lễ xong bèn phát nguyện hồi hướng, hoặc sau khi niệm xong công khóa bèn lễ bái, miễn sao thuận tiện cho mình đều được. Nhưng phải khẩn thiết chí thành, chẳng được lão nháo qua loa. Bồ đoàn không được quá cao, nếu cao sẽ thành ra không cung kính. Nếu công việc đa đoan hầu như không rảnh rỗi, nên vào lúc sáng sớm xúc miệng xong, nếu có tượng Phật bèn lạy 3 lạy, đứng ngay ngắn chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hết một hơi là một niệm. Niệm đến 10 hơi bèn niệm bài Tiểu Tịnh Độ Văn, hoặc chỉ niệm 4 câu kệ nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung, vân vân. Niệm xong lấy Phật 3 lạy rồi lui. Nếu không có tượng Phật thì hướng về Tây xá bái, chiếu theo cách trên để niệm. Đây gọi là pháp môn thập niệm do Ngài Từ Vân Sám Chủ đời Tống, vì hàng vua quan quá bận rộn chánh sự, không rảnh rỗi để tu trì mà lập ra. Vì sao phải niệm hết một hơi? Do chúng sanh tâm tán loạn, lại không rảnh rỗi để chuyên niệm. Lúc niệm như thế, mượn hơi thở nhiếp tâm, tâm tự chẳng tán. Nhưng phải tùy theo hơi thở dài ngắn, chẳng được cứ niệm cho nhiều. Hễ cứ niệm sẽ bị tổng khí. Lại chỉ được niệm 10 niệm,
chẳng được niệm 20, 30 hơi, niệm nhiều cũng tổn khí. Do tán tâm niệm Phật khó được vãng sanh, nên pháp này có thể làm cho tâm quy một chỗ, nhất tâm niệm Phật quyết định vãng sanh. Số câu niệm tuy ít những công đức khá sâu, kẻ cực nhàn hay cực bần đều có pháp riêng. Còn kẻ nửa nhàn nửa bần hãy tự chấm trước thời gian để định pháp tắc tu trì. Trích dẫn văn sao Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Trần Thích Châu. Bế quan chuyển tu tịnh nghiệp thì hãy nên lấy niệm Phật làm chánh hành. Khóa sáng vẫn chiếu theo lệ thường tùng Lăng Nghiêm, Đại Bi, Thập Tiểu Chú. Nếu không thuộc chú Lăng Nghiêm thì chẳng ngại gì, hàng ngày cứ xem kinh mà tụng. Đến khi thật thuộc rồi hãy niệm thuộc lòng. Khóa tối thì kinh A-di-đà, Đại Sám Hối, Mông Sơn cũng phải thường niệm hàng ngày. Ngoài ra nên niệm Phật từ sáng đến tối, đi đứng nằm ngồi thường niệm. Lại lập một quy củ, sáng niệm một lần, trước khi chưa niệm lạy bao nhiêu đó lạy. Trước hết lạy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lạy, rồi lạy A Di Đà Phật bao nhiêu đó lạy, rồi lễ Quán Âm Thế Chí Thanh Tịnh Đại Hải Chúng mỗi vị ba lạy, rồi lễ Thường Trụ Thập Phương hết thảy chư Phật, hết thảy tôn pháp, hết thảy hiền thánh tăng ba lạy. Hoặc niệm Phật 1000 tiếng, hoặc nhiều hơn hay ít hơn. Niệm xong lại lễ chừng đó lạy, buổi sáng một lần, buổi chiều một lần, rồi nghỉ một khắc để tụng khóa tối. Đầu hôm niệm Mông Sơn, sau đó niệm Phật bao nhiêu đó tiếng, lễ bao nhiêu đó lạy. Phát nguyện hồi hướng tạm quy y xong, trong tâm thầm niệm Phật hiệu để dưỡng hơi. Lúc nằm chỉ nên niệm thầm trong tâm, đừng nên niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng sẽ tổn khí, lâu ngày sẽ thành bệnh. Dẫu là ngủ nghỉ, trong tâm vẫn thường giữ lòng cung kính. Chỉ cầu tâm chẳng rong ruổi theo bên ngoài, niệm niệm tương ứng với Phật hiệu. Nếu tâm khởi lên tạp niệm, liền lập tức nhiếp tâm kiên thành niệm, tạp niệm sẽ tiêu diệt ngay. Đừng nên mù quáng dấy lên vọng tưởng, mong đắc thần thông, đắc duyên pháp, được tiếng tâm, mong xây chùa dựng miếu. Nếu có những thứ ý niệm ấy, lâu ngày chạy tháng ắt sẽ bị ma dựa. Dẫu cho tâm đã tịnh, vọng bị khuất phục cũng chớ nên sanh lòng hoan hỷ, tự khoe khoang với người khác. Có một phần bèn nói tới 10 phần, đấy cũng là cái gốc để bị ma dừa. Trích dẫn văn sao Tam Biên, quyển 1, thư trả lời sư Minh Tâm. Lúc niệm Phật cần phải thâu nhíp tai lắng nghe từng chữ từng câu, chẳng để luống qua. Lâu ngày chạy thắng, thân tâm sẽ quý nhất. Một pháp lắng nghe đúng là pháp quan trọng trong pháp môn niệm Phật. Bất luận là ai áp dụng pháp này đều có lợi chứ không có điều tệ, công đức rất sâu. Chẳng như những pháp quán tưởng vân vân, người biết pháp sẽ được lợi ích, kẻ chẳng biết pháp phần nhiều bị tổn hại. Trích dẫn văn sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Lưu Huệ Dân, lá thư số 2. Trích dẫn văn sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời sư Hữu Chân và cư sĩ Giác Tam. Tu tập tịnh độ hãy tùy phần tùy sức, hả cứ phải bỏ sạch muôn duyên thì mới tu trì được ư? Ví như đứa con hiếu nghĩ đến mẹ hiền, gã dâm mơ tưởng gái đẹp, tuy hằng ngày bận biểu chăm bề, một niệm ấy không có lúc nào quên bẵng. Người tu tịnh độ cũng phải giống như thế, mặc cho hằng ngày công việc bận biểu tơi bời, quyết chẳng để tâm quên lãng niệm Phật thì sẽ đạt được yếu quyết. Trích dẫn văn sao Tam Biên, quyển 3, thư trả lời cư sĩ Giang Hữu Truyền. Niệm Phật ra tiếng thì có thể niệm 6 chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm. Hãy nên niệm 4 chữ. Từ sáng đến tối, ngủ thì để mặc đó, thức dậy lại niệm tiếp. Lấy niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình, quyết chẳng buông bỏ lúc chút thời gian nào. Ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vãng sanh Tây Phương. Trích dẫn văn sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Thang Huệ Chấn.
Hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay ở trong lục đạo không nghiệp nào chẳng tạo. Nếu không có tâm tu hành sẽ đâm ra chẳng cảm thấy có những ác niệm cổ quái hiếm lạ ấy. Nếu phát tâm tu hành sẽ cảm thấy những thứ ý niệm ấy càng nhiều hơn thêm. Đây chính là do chân vọng soi lẫn nhau mà hiển hiện, chứ không phải là trước kia không có, chỉ là do chúng chẳng hiện rõ mà thôi. Lúc ấy hãy nên tưởng A-di-đà Phật ở trước mặt ta chẳng dám có một tạp niệm vọng tưởng. Chí thành khẩn thiết niệm thánh hiệu Phật, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm, ắt phải sao cho từng câu từng chữ trong tâm niệm rõ ràng phân minh, miệng niệm rõ ràng phân minh, tai nghe rõ ràng phân minh. Thường niệm được như thế thì hết thảy tạp niệm tự nhiên tiêu diệt. Khi tạp niệm khởi lên, hãy đặc biệt đời khởi toàn bộ tinh thần niệm Phật, chẳng để cho nó tắc quái trong tâm ta. Nếu có thể thường niệm được như thế thì ý địa tự nhiên thanh tịnh. Lúc tạp niệm vừa mới giấy sẽ giống như một người chống lại vạn người, tâm chẳng thể có chút ý niệm thông thả dễ dãi nào. Nếu không, nó sẽ thành chủ của ta, ta sẽ bị nó hại. Nếu liều hết tánh mạng chống lại nó sẽ bị ta xoay chuyển. Đây gọi là chuyển phiền não thành bồ đề. Ông có thể thường đem vạn đức hồng danh của Như Lai để cực lực kháng cự, thì lâu ngày chạy thắng, tâm sẽ tự thanh tịnh. Tâm đã thanh tịnh rồi vẫn cứ niệm ý như cũ, chẳng buông lung, thì nghiệp chướng tiêu, trí huệ mở mang, trở nên sanh lòng gấp rút vọng động. Bất luận ở tại nhà hay ở nơi am, đều phải kính trên hòa dưới, nhận được những điều người khác chẳng thấy nhận, làm được những chuyện người khác chẳng thấy làm, chịu nhục nhằn thấy cho người khác, thành tựu sự tốt đẹp cho người ta. Khi tịnh tọa thường nghĩ đến lỗi mình, lúc chuyện ngẫu đừng bằng lỗi của kẻ khác. Đi đứng nằm ngồi, mặc áo ăn cơm, từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, một câu Phật hiệu chẳng để gián đoạn. Hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm, trừ niệm Phật ra chẳng khơi lên niệm nào khác. Nếu lỡ vọng niệm dấy lên, hãy lập tức làm cho nó tiêu diệt. Thường sanh lòng hổ thẹn và sanh lòng sám hối. Dẫu có tu trì, luôn cảm thấy mình công phu rất cạn, chẳng tự khoe khoang kiêu căng, chỉ bận tâm đến chuyện trong nhà của chính mình, chẳng dính tới chuyện nhà người khác, chỉ thấy những gương tốt, chẳng thấy những gương xấu, thấy hết thảy mọi người đều là Bồ Tát, chỉ có mình ta quả thật là phàm phu. Nếu ông có thể làm theo những điều tôi đã nói, chắc chắn sẽ sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Diệp Phước Bị, lá thư số 1. Đối với những điều như muốn tâm chẳng tham sự vật bên ngoài, chuyên niệm Phật nhưng chẳng thể chuyên, cứ toan chuyên chuyện khác chẳng thấy niệm, cứ muốn niệm những sự khác, chẳng thể nhất tâm, cứ muốn nhất tâm nơi chuyện khác, vân vân, thì chẳng có pháp tắc kỳ đặc áo diệu nào khác cả. Cứ lấy một chữ tự dán ngay trên trán, rụ xuống tận lông mày, tâm luôn nghĩ ta là người nào mà từ vô thủy mãi cho đến đời này đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Giả sử ác nghiệp có thể tướng thì tận mười phương hư không chẳng thể chứ đựng nổi. Đời trước do may mắn nào nay được thân người, lại được nghe Phật pháp. Nếu chẳng nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, khi một hơi thở ra chẳng trở lại, quyết sẽ phải thọ khổ trong vạc soi, lò than, rừng gươm, núi đao, nơi địa ngục chẳng biết phải chạy qua mấy kiếp. Dù thoát địa ngục lại đọa vào ngạ quỷ, bụng to như biển cả, họng bé như chiếc kim, đổi khác bao kiếp dài lâu. Trong họng lửa cháy chẳng được nghe đến tên chất tương hay nước, khó được no lòng chốc lát. Từ ngạ quỷ ra lại làm súc sanh, bị người cưỡi cổ hoặc gieo thân vào bếp núc nhà người. Dù được làm người cũng ngu si vô trí, coi tạo nghiệp là đức năng, coi tu thiện là công cùng. Chẳng qua mấy mươi năm lại bị đọa lạc, trải qua kiếp số nhiều như cát bụi luân hồi lục đạo. Dù có muốn xuất ly
cũng chẳng biết làm sao. Nghĩ được như thế thì những việc mong muốn nói trên sẽ thành tựu được ngay. Bởi thế, ông Trương Thiện Hòa, Trương Trung Quỳ, Lâm Trung, tướng Địa Ngục Hiền niệm Phật mấy tiếng liền tận mắt thấy Phật đến tiếp dẫn vãng sanh. Lợi ích như thế, trăm ngàn vạn ức pháp môn khác trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật đều không có. Tôi thường nói, cụ giới chúng ta rời pháp này thì trên là chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp này thì dưới là chẳng thể lợi khắp quần sanh. Chính là vì lẽ này, trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. Còn như niệm Phật, tâm khó quy nhất, hãy nên nhiếp tâm khẩn thiết niệm, sẽ tự có thể quy nhất. Pháp nhiếp tâm, không pháp nào chẳng trước hết phải chí thành khẩn thiết. Tâm không chí thành mà muốn nhiếp tâm thì không có cách nào cả. Nếu đã chí thành mà vẫn chưa thuận nhất, hãy nên lắng tai nghe kỹ. Bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng lọt ra, âm thanh lọt vào tai. Niệm thầm dấu miệng không đồng, nhưng trong ý vẫn có tướng miệng niệm. Tâm miệng niệm cho rõ ràng rành mạch, tai nghe cho rõ ràng rành mạch. Nhiếp tâm như thế, vọng niệm tự dứt. Nếu vọng niệm vẫn còn nổi sóng thì dùng pháp thập niệm ký số, tức là đem sức lực toàn tâm đặt nơi một tiếng Phật hiệu, dẫu muốn khởi vọng cũng không có sức. Diệu pháp nhiếp tâm niệm Phật rốt ráo này, xưa kia các vị hoàn truyền tịnh độ chưa đề cập đến, là vì căn tánh con người khi ấy còn thông lời, chẳng cần phải làm như thế mới có thể quy nhất được. Ấn Quang do tâm khó chế phục mới biết cái hay của pháp này, càng thử càng thấy hay, chẳng phải là nói mò đậu nhé. Nguyện khắp thiên hạ những kẻ độn căn đời sau đều cùng sử dụng, khiến cho vạn người tu, vạn người về. Pháp thập niệm ký số vừa nói đó chính là trong lúc niệm Phật, từ một câu đến mười câu phải niệm cho phân minh, lại phải nhớ phân minh, đến mười câu là thôi. Lại phải niệm từ một câu đến mười câu, chẳng được niệm hai mươi, ba mươi. Niệm đâu nhớ đấy, không được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ. Nếu nhớ thẳng vào mười câu thấy khó thì chia thành hai hơi, tức là từ câu thứ nhất đến câu thứ năm và từ câu thứ sáu đến câu thứ mười. Nếu vẫn thấy mệt nên từ câu một đến câu ba, từ câu bốn đến câu sáu, từ câu bảy đến câu mười, chia làm ba hơi để niệm. Niệm cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng, vọng niệm không chỗ chen chân, nhất tâm bất loạn, niệm lâu ngày sẽ tự được. Phải biết mười niệm này giống như cách nhiếp vọng bằng pháp thập niệm buổi sáng, nhưng công dụng khác xa. Buổi sáng mười niệm thì hết một hơi là một niệm, chẳng luận số câu niệm Phật nhiều ít. Cách này lấy một câu Phật hiệu làm một niệm, còn cách kia chỉ có thể niệm mười hơi vào buổi sáng. Nếu niệm hai mươi, ba mươi hơi sẽ tổn khí thành bệnh. Cách niệm này, một niệm là một câu Phật hiệu, tâm biết một câu. Niệm mười câu Phật hiệu, tâm biết mười câu, từ một đến mười, rồi lại từ một đến mười. Dẫu các ngày niệm mấy vạn tiếng cũng đều nhớ như thế, chẳng những trừ vọng lại còn dưỡng thần tốt nhất. Niệm mau hay chậm, chọn không trở ngại, từ sáng đến tối không gì không thích hợp. So với cách lần chuỗi nhớ số, lợi ích khác nhau một trời một vực. Cách kia tức cách niệm bằng lần chuỗi, thân mệt thân đồng, cách này thân nhàn tâm an. Nhưng lúc làm việc nếu khó nhớ số thì cứ cần thiết niệm thẳng, làm việc xong lại nhiếp tâm nhớ số như cũ. Dẫu ý niệm loan loáng đến đi cũng vẫn quẩn quanh chuyên chú nơi một cánh Phật hiệu. Đại Thế Chí nói, nhiếp tròn sáu căn, tinh niệm tiếp nối đắc tám ma địa, ấy là bậc nhất. Kẻ lợi căn chẳng cần phải nói nữa, nếu là hạng đồng căn như bọn ta, bỏ pháp thập niệm ký số này, muốn nhiếp tròn sáu căn, tinh niệm tiếp nối thật khó khăn lắm. Lại phải biết pháp nhiếp tâm niệm Phật này, tuy cạn mà sâu, tuy nhỏ mà lớn, là pháp chẳng thể nghĩ bằng. Chỉ nên thường ngửa tính lời Phật, chớ vì mình thấy không đến nơi đến chốn bèn sanh nghi hoặc. Đến nỗi thiện căn nhiều kiếp do đây bị mất, chẳng thể rút ráo tự đạt được lợi ích thật sự, đáng buồn lắm.
lần chuỗi niệm Phật chỉ nên làm trong hai lúc đi và đứng. Nếu tịnh tọa dưỡng thần, gió tới động nên thần chẳng an, lâu ngày thành bệnh. Pháp thập niệm ký số này, đi đứng nằm ngồi không gì chẳng thích hợp. Lúc nằm chỉ nên niệm thầm, không được niệm ra tiếng. Nếu niệm ra tiếng thì một là bất kính, hai là tổng khí, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Trích dẫn văn sao Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân. Đã có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, phải nên chí tâm chấp trì 6 chữ thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Bất luận đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, mặc áo ăn cơm và đại tiểu tiện vân vân, đều chẳng lìa 6 chữ hồng danh, hoặc trì 4 chữ cũng được. Cần phải niệm sao cho toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật chẳng hay, tâm Phật nhất như. Nếu có thể niệm tại đâu, chú tâm tại đó, niệm đến cùng cực, tình mất sạch, tâm không, Phật hiền, sẽ chứng được tâm muội ngay trong đời này. Đến lúc lâm chung, sanh trong thượng thượng phẩm, có thể nói là đã hoàn tất sự tu trì đến cùng cực vậy. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. Nhiếp tâm niệm Phật chắc chắn chẳng phải là phương cách dễ dàng, nhưng pháp nhiếp tâm chỉ có xoay cái nghe trở lại, quả thật là bậc nhất. Trích dẫn văn sao Tam Biên, quyển 4, thư trả lời cư sĩ Lưu Chiêm Minh, Quán Thiền. Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trọng giáo pháp suốt cả một đời Đức Như Lai, thích hợp khắp ba căn, thâu nhiếp trọn vẹn lợi căn lẫn động căn. Bậc đẳng giác Bồ Tát chẳng thể vượt ra ngoài được, tội nhân nghịch ác cũng có thể dựa vào chỗng ấy, chẳng đoạn hoặc nghiệp mà thoát khỏi luân hồi ngay trong một đời này, quyết định lên cõi Phật. Chúng sanh đề mạt cặn cơ kém hèn, bỏ pháp môn này làm sao yên được. Phàm những ai tu tịnh nghiệp thì điều thứ nhất là phải giữ tịnh giới nghiêm ngặt, điều thứ hai là phải phát Bồ Đề tâm, điều thứ ba là phải đầy đủ lòng tín nguyện chân thật. Giới là cơ sở nền tảng của mọi pháp, Bồ Đề tâm là chủ soái của tu đạo, tín nguyện nhằm dẫn đường cho việc vãng sanh. Trích dẫn văn sao Tục Biên, quyển Hà, Tịnh Độ Chỉ Yếu. Pháp môn niệm Phật lấy ba pháp tín, nguyện, hành làm tông, lấy Bồ Đề tâm làm căn bản. Do bởi thật nghĩa tâm này là Phật, tâm này làm Phật, nhân trùm biển quả, quả thấu nguồn nhân. Cho nên dùng nhiếp tròn sáu căn tịnh niệm tiếp nối làm công phu thực hiện tối thiết yếu. Dùng điều ấy để hành, lại còn tứ hoằng thệ nguyện thường chẳng rời tâm, thì tâm hợp với Phật, tâm hợp với đạo. Lúc đang còn sống sẽ dự vào bậc thánh, lâm chung lên thẳng thượng phẩm, ngõ hồi cháu phụ cuộc sống này. Trích dẫn văn sao Tam Biên, quyển 3, thư trả lời cư sĩ Khang Ki Giao. Niệm Phật theo lối truy đảnh dễ bị bệnh. Chú thích: truy đảnh là niệm Phật liên tiếp, câu sau gối lên câu trước, không xen hở chút nào. Niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng, niệm kim cang hay niệm thầm đều tùy theo tinh thần của chính mình mà điều chỉnh để dùng. Hả nên chấp chích cứng một pháp đến nỗi bị bệnh ư? Tùy tức chẳng bằng tịnh thính, tức là lặng lẽ lắng nghe. Bởi lẽ tùy tức không khéo thì cũng bị bệnh, còn tịnh thính thì chẳng bị bệnh. Chú thích: tùy tức là cứ thở ra một hơi hay hít vào một hơi bèn niệm Phật một câu. Trích dẫn văn sao Tam Biên, quyển 4, đáp lời hỏi của Huyện Tu Học Nhân. Niệm Phật nhắm mắt dễ bị hôn trầm, nếu không khéo dùng tâm rất có thể gặp cảnh ma. Chỉ buông hờ mỹ mắt, tức là như mắt các tượng Phật vầy, thì tâm sẽ lặng xuống, chẳng xôi đồng, cũng chẳng bị hỏa bốc lên đầu. Nếu ông niệm Phật mà trên đầu dường như có vật gì rờ đùng, hoặc lỗi kéo vân vân, là vì suy tưởng trong lúc niệm Phật khiến cho sóng tâm thức dâng trào đến nỗi tâm họa bốc lên. Nếu buông rũ mỹ mắt và hướng tâm suy tưởng xuống phía dưới thì tâm họa chẳng bốc lên, bệnh ấy sẽ mất đi.
chớ nên lầm tưởng hiện tượng ấy là công phu đã đạt đến mức. Cũng đừng sợ đấy là ma cảnh, chỉ trí thành nhiếp tâm mà niệm, và tưởng bản thân đang ngồi hoặc đứng trên hoa sen. Nhất tâm tưởng ta đang ngồi hay đứng trên hoa sen, thì hiện tượng ấy sẽ tự nhanh chóng biến mất. Nếu chẳng dám tưởng đang ngồi hay đứng trên hoa sen, sợ rằng có thể gặp ma sự, hãy chỉ nghĩ đến phía dưới bàn chân, thì tâm hỏa lẫn hơi nóng trên đầu đều chẳng phát sanh nữa. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thường, thư trả lời cư sĩ Trầm Di Sanh. Người học Phật nhất cử nhất động đều phải lưu tâm, đối với việc niệm Phật phải chí thành. Nếu khi nào trong tâm khởi lên đau buồn, đấy cũng chính là tướng thiền căn phát hiện, cho nên để thường xảy ra như thế. Nếu không sẽ bị ma bi thương dựa vào. Phàm có chuyện gì thích ý, chớ nên hoan hỷ quá mức, nếu không ắt bị ma hoan hỷ dừa. Lúc niệm Phật mí mắt nên rụ xuống, chớ nên căng thẳng tinh thần quá mức, đến nỗi tâm họa bốc lên, rất có thể bị những chứng bệnh ngứa đầu, đau đầu, vân vân. Cần phải điều hòa cho thích đáng. Hãy niệm lớn tiếng thì chớ nên cố sức quá mức để khỏi bị bệnh. Lần chuỗi niệm có thể ngừa được sự lười nhác, nhưng lúc tịnh tòa chẳng được lần chuỗi. Hễ lần chuỗi thì do ngón tay đồng nên tâm chẳng định được, lâu ngày ắt thành bệnh. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyến Thường, thư răng nhắc những người mới phát tâm học Phật ở quê tôi. Niệm lớn thấy Phật lớn, niệm nhỏ thấy Phật nhỏ. Cổ đức giải thích, niệm lớn tiếng thì thấy được thân Đức Phật lớn, niệm nhỏ tiếng thì thấy được thân Đức Phật nhỏ. Cũng có thể giải thích là niệm với cái tâm lớn thì thấy được thân Đức Phật lớn, dùng đại tâm Bồ Đề niệm Phật thì sẽ thấy được ứng thân thắng diệu của Phật hoặc bảo thân. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyến Thường, thư trả lời sư niệm tay. Đạo cảm ứng giống như gõ chuông, gõ mạnh thì chuông kêu to, gõ nhẹ thì chuông kêu nhỏ. Trong đời thường có những kẻ do tiểu cảm mà được đại ứng, chính là vì công đức tu trì trong đời trước cảm nên. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên Quyển 3. Niệm Phật tu trì giống như uống thuốc, nếu hiểu rõ giáo lý giống như biết cặn kẽ nguồn gốc căn bệnh, dược tánh, mạch lý rồi sẽ uống thuốc, thì có thể gọi là tự lợi lợi tha, không chi tốt lành bằng. Nếu không được như thế, trước hết chỉ chịu uống thuốc A Dạ Đà đã được Đức Phật thay ta bào chế sẵn, thì bệnh cũng được lành. Cũng có thể đem thuốc này cho hết thảy mọi người uống để được lành bệnh. Chỉ mong sao lành bệnh không cần phải buồn lòng, vì chẳng biết nguồn gốc căn bệnh, dược tánh, mạch lý. Chú thích: A Dạ Đà có nghĩa là mạnh khỏe, trường sanh, bất tử, không bệnh, trừ khử khắp mọi thứ. Đây là một loại thuốc theo huyền thoại Ấn Độ, có tác dụng trị tất cả mọi bệnh, giá trị vô lượng. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thường, thư trả lời cư sĩ niệm Phật. Pháp niệm Phật hả nên chấp chặt vào lề lối nhất định. Cổ nhân lập ra phương pháp giống như tiệm thuốc có đủ các loại thuốc. Cách dùng của chúng ta là phải phù hợp với tinh thần, khí lực và thiện căn xưa kia của chính mình. Niệm Phật lớn tiếng hoặc nhỏ tiếng, hoặc niệm kim cang hoặc niệm thầm, không cách nào chẳng được. Hễ hôn trầm chẳng ngại gì niệm lớn tiếng, để đẩy lùi cơn hôn trầm tán loạn thì cũng được. Nếu thường niệm lớn tiếng ắt sẽ đến nỗi bị bệnh. Đừng nói người thông thường, chớ nên thường niệm như vậy. Dẫu là người hết sức khỏe mạnh cũng chớ nên thường như thế. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thường, thư trả lời niệm tay đại sư. Pháp môn tịnh độ chọn chẳng có chuyện miễn truyền tâm trao, tùy ý để người khác tự hành lãnh hội từ nơi kinh giáo chức thuật, không có gì là không được cả. Vào thời Đường Tống vẫn còn có pháp truyền tâm ấn của Phật, chứ nay chỉ còn dòng phái các đời truyền thừa danh nghĩa mà thôi. Gọi là pháp cũng đáng tội nghiệp quá. Tịnh tông chọn chẳng có chuyện ấy.
đến núi vẫn chẳng hữu ích bằng đọc sách. Cổ nhân nói, gặp mặt chẳng bằng nghe tên. Dẫu có đến đây thì những gì tôi sẽ nói với tổ hạ vẫn là những lời lẽ trong văn sao, hả có bí pháp đặc biệt sâu màu nào đâu. Mười mấy năm trước, cuối lá thư gửi cho ông Ngô Bích Hoa, tôi đã viết: có một bí quyết tha thiết bảo ban, cạn lòng thành, tận lòng kính, mầu nhiệm vô cùng. Ba thứ tính nguyện hành là cương yếu của tịnh độ, nhíp tròn sáu căn là bí quyết niệm Phật. Biết được hai điều này rồi thì chẳng cần phải hỏi ai nữa. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 1, thư trả lời sư Minh Tánh. Hỏi: nhíp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, hành trì như thế nào? Đáp: tông chỉ của niệm Phật là sanh lòng tính chân thật tức tính, phát nguyện thiết tha tức nguyện, chuyên trì Phật hiệu tức hành. Ba pháp tính nguyện hành là tông chỉ của niệm Phật. Phương pháp dụng công niệm Phật hay nhất là nhíp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối. Nhíp tròn sáu căn là cái tâm niệm Phật chuyên chú nơi danh hiệu Phật, tức là nhíp ý căn. Miệng phải niệm sao cho rõ ràng rành rẽ, tức là nhíp thiệt căn. Tai nghe cho rõ ràng rành rẽ, tức là nhíp nhị căn. Ba căn ấy được nhíp trong Phật hiệu thì mắt quyết chẳng thể nhìn ngó loạn xạ. Khi niệm Phật nên buông rèm mắt xuống, tức là hạ thấp mí mắt xuống, trở nên mở bánh mắt. Mắt đã nhíp rồi thì mũi cũng chẳng thể ngửi loạn được, tức là mũi cũng được nhíp. Thân phải cung kính, tức là thân cũng bị nhíp. Sáu căn đã nhíp chẳng tán loạn thì tâm không vọng niệm, chỉ nghĩ đến Phật, đây mới là tịnh niệm. Hệ sáu căn không nhiếp thì tuy niệm Phật, trong tâm vẫn có vọng tưởng tơi bời, khó đạt được lợi ích thật sự. Nếu có thể nhiếp tròn sáu căn để niệm thì gọi là tịnh niệm tiếp nối. Tịnh niệm đã có thể thường tiếp nối thì nhất tâm bất loạn và niệm Phật tam muội sẽ đều có thể dần dần đạt được. Xin chú ý, chỉ mong đạt được nhíp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối thì nghiệp sẽ tiêu, trí sẽ rạng, tâm địa sẽ khai thông, lo gì chẳng hiểu rõ nghĩa kinh nữa. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 4, đáp lời hỏi của Huyền Tu học nhân. Biết ông chưa biết tông chỉ tịnh đồ, hãy nên y theo những gì đã nói trong một lá thư gửi khắp mà sanh lòng tin thật sự, phát nguyện thiết tha, chí thành khẩn thiết niệm danh hiệu Phật. Đừng dùng cách niệm quán tâm, hãy nên dùng cách niệm nhiếp tâm. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tám ma địa, ấy là bậc nhất. Khi niệm Phật trong tâm, tức là ý căn, phải niệm cho rõ ràng rành rẽ. Nơi miệng, tức là thiệt căn, phải niệm cho rõ ràng rành rẽ. Nơi tai, tức là nhĩ căn, phải nghe cho rõ ràng rành rẽ. Ý, thiệt, nhĩ ba căn mỗi mỗi đều nhiếp thủ Phật hiệu thì mắt cũng chẳng ngó đông dòm tay, mũi cũng chẳng ngửi những thứ vị khác, thân cũng chẳng lười trễ biến nhát. Đó gọi là nhiếp tròn sáu căn. Nhiếp tròn sáu căn để niệm tuy chẳng thể hoàn toàn không có vọng niệm, nhưng so với kẻ chẳng nhiếp sáu căn để niệm thì trong tâm thanh tịnh hơn nhiều lắm, vì thế gọi là tịnh niệm. Nếu thường giữ được tịnh niệm cho liên tục chẳng bị gián đoạn, tâm sẽ tự được quy về một chỗ. Ở mức càng là đắc nhất tâm, mức sâu là đắc tam muội. Tám ma địa cũng là tên gọi khác của tam muội. Trung Hoa dịch là chánh định, hay còn dịch là chánh thọ. Chánh định nghĩa là tâm an trụ nơi Phật hiệu, chẳng còn rong ruổi theo bên ngoài nữa. Chánh thọ ngụ ý những gì được nạp thọ thâu nhận trong tâm chỉ là cảnh duyên công đức của Phật hiệu. Hết thảy cảnh duyên đều chẳng thể được có thể thật sự nhiếp cả sáu căn để niệm, chắc chắn nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng. Chẳng cần phải quán tâm mà tâm tự thanh tịnh sáng tỏ, sao lại đến nỗi mắc bệnh tâm họa bốc lên nữa ư? Do ông là phàm phu nghiệp lực cực nặng, lầm lạc dùng pháp quán tâm nên mới đến nỗi như thế.
Pháp quan tâm chính là pháp tu quán bệnh giáo chẳng thích hợp lắm với người niệm Phật. Nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối mới là vô thượng diệu pháp, thích hợp khắp hết thảy căn cơ, thường, trung, hạ, cả phàm lẫn thánh. Nên biết nhiếp tròn chú trọng tại nghe, dẫu niệm thầm trong tâm cũng vẫn phải nghe, bởi lẽ trong tâm khởi niệm liền có tướng của tiếng. Tại chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình vẫn rành rẽ, rõ ràng. Nếu có thể nghe được từng câu từng chữ rõ ràng thì sáu căn đều quy về một, so với tu những pháp quán khác là ổn thỏa, thích đáng nhất, ít tốn sức nhất, khế lý, khế cơ nhất. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Dương Vĩ Chương.